nhiều gì cả. Ăn cao thì đừng nói nhiều. Em không có thích nấu ăn, không thích làm việc nhà. Em chỉ thích làm việc nhà khi mà có người làm chung với em thôi. Bạn nào ở mình chắc nhà dơ đó. Người phụ nữ gì em thích hết á. Gì cũng thích hết. Thôi mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ mời bạn giới thiệu về mình. Em xin chào một khán giả. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Em xin tự giới thiệu bản thân em. Em tên là Nguyễn Mậu Thịnh. Năm nay em 26 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở Bảo Lộc, Lâm Đồng ạ. Và hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nghề gì? Dạ em làm nhân viên tổ chức sự kiện. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em chào tên bạn. Là Hồng Quân ạ. Năm nay em 23 tuổi. Em là sinh viên mới vừa tốt nghiệp ạ. Quê em ở Tây Ninh. Hiện tại thì em sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em tốt nghiệp ngành gì? Dạ, tâm lý học tổ chức nhân sự. Bây giờ mình nói chút xíu về tình trường của mình đi bạn. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua 4 mối tình ạ. 4 mối tình là từ thời đi học đến giờ. Qua cái những mối tình mà chia tay đó, mình rút ra kinh nghiệm gì? Tại sao phải chia tay? Không hợp nhau nhiều lắm, thành ra em rút kinh nghiệm nhiều là về nhau thì đừng nói nhiều gì cả. Ăn nhau thì đừng nói nhiều. Dạ đúng rồi. Kỳ vậy, không nói nhiều sao tìm hiểu nhau? Không, cái chuyện tìm hiểu là tìm hiểu rồi, nhưng mà khi mình quen nhau thì không nên mà ràng buộc nhau quá nhiều ạ. À. Ai cũng có tự do riêng của nhau hết. Không nên ràng buộc nhau quá nhiều chứ không phải không nên nói quá nhiều. Từ ràng buộc sẽ thành nói nhiều ạ. Bạn nữ thì sao? Mình có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình lớn ạ. Một bạn thì em quen 3 năm hồi cấp 3, còn một bạn thì em thích rất lâu rồi, cũng khoảng 7 năm. 7 năm? Dạ. À cái đó là đơn phương đúng không? Đơn phương. Dạ. Như vậy là chỉ có một mối tình thôi, chính thức là hai người yêu nhau là một mối tình đi học thôi. Dạ. Cái mối tình đơn phương là 7 năm. Dạ. Mà anh đó có biết bạn yêu ảnh không? Dạ biết, rất nhiều người biết rồi. Rất nhiều người biết. Dạ, tại vì em chủ trương là em thích bạn đó thôi, em không cần thiết là bạn đó phải thích em lại. Nên là em với bạn đó vẫn coi nhau như là bạn thôi. Bạn thân không? Dạ, cũng thân ạ. Thì thôi, vậy cứ thân đi, thân ai nấy giữ đi. Dạ. Rồi. Em có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Dạ, điểm mạnh thì Vân thêm Mỹ thì mọi cái em biết một chút. Rồi. Còn điểm yếu của em thì em không có thích nấu ăn, không thích làm việc nhà. Em chỉ thích làm việc nhà khi mà có người làm chung với em thôi. Trời ơi. Bạn mà ở mình chắc nhà dơ đó. Bạn mới làm, không ai làm thì coi như bạn để luôn mà. Không có đâu. Rồi mấy bốt lấy chồng về đây, chuyện nhà ai làm? Dạ thì làm chung với chồng. Anh không làm thì sao? Thì bắt anh làm. Thôi thôi, làm đi. Sao Thịnh thấy sao Thịnh? Dạ, nói chung thì cái đó em làm được ạ. À. Tại vì em điểm mạnh của em là em có thể tự làm việc một mình được. Thành ra em có thể bù trừ cho bạn nữ ạ. À. Còn điểm yếu của em nó có thể là em nói hơi nhiều với lại em bướng lắm ạ. À. Khi mà em đã không muốn điều gì mà ai ép em thì em sẽ không làm. Bằng mọi giá em sẽ không làm, trừ khi em tự nguyện ạ. À. Có nghĩa là làm việc nhà là cũng tự nguyện đúng không? Dạ, chứ đúng vợ rồi. Mà bắt làm là không làm đúng không? Em biết là em sẽ tự làm mà, còn nếu mà có bạn nữ thì em sẽ để bạn nữ làm ạ. À. Rồi xong luôn. Cái vụ này căng lắm á. Dạ cái này thì chắc cô không sao đâu, nếu mà em yêu thương ảnh đủ thì em sẽ tự nguyện em làm một mình. À ghê. Yeah, được, câu chốt được, câu chốt được. Thôi được rồi, giờ hai bạn muốn tìm một mẫu người như thế nào bạn gái? Dạ bạn trai của em muốn là cao khoảng tầm 1m65 tới 1m75. Rồi cao, có cao. Gương mặt thì nếu mà giống anh Tây Giang của nhóm Big Bang thì càng tốt. Anh nào? Dạ Tây Giang hả? Big Bang hả? Dạ giống anh Bạch Giang hả? Trời này cũng gian lắm à. Dạ. Rồi gì nữa? Tính tình thì em muốn ảnh là quan tâm người khác để yêu thương người khác, chứ không phải quan tâm để soi mói hay làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Có không em? Quan tâm để soi mói hay quan tâm để chăm lo? Quan tâm chăm lo chứ anh. Em thích người đàn ông có tóc hay là không tóc? Rồi. Hỏi con này sao tôi ngại quá. Dạ anh, nếu một là có tóc, hai là không tóc. Anh này nửa có nửa không. Lạ vậy đó. Bạn trai thì sao? Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là gì? Phụ nữ truyền thống hay hiện đại? Gia ngâm được rồi, em thích là phụ nữ hiện đại. Hướng ngoại một xíu ạ. Hướng ngoại. Sexy cũng có, sống hướng Tây một xíu. Không cần thiết phải quá kính cổng cao tường ạ. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Người phụ nữ gì em thích hết ạ. Gì cũng thích hết. Dạ nói đùa là chứ em không thích bạn gái mà em buồn người yêu của mình nhiều quá, với lại hay xem một đời tư giống như là điện thoại Facebook ạ. Em có vậy không? Dạ thường thì em quen mấy anh trước em không bao giờ em coi hết. Có đưa em cũng không coi. Có được không? Cái này được rồi nha. Có ghen không? Dạ không, em thấy là nếu mà yêu nhau thì mình chung biết chung thủy với nhau, còn nếu mà lỡ thích người khác rồi thì nên chia tay với nhau. Nói chung là đơn giản hóa mọi chuyện, cứ cần có sau lưng như vậy. Nhưng mà người ta coi Facebook, coi điện thoại của em được không? Em nghĩ là anh sẽ không coi. Em muốn coi không em? Dạ không anh. Đúng rồi, mình không muốn người ta coi của mình thì mình đừng coi của mình ta. Mình không coi của người ta thì người không, ta không em ơi, vậy chứ có nhiều người á, là không có thích người ta coi của mình nhưng mà mình thích coi của người ta. Coi đàn trai coi được không? Đen ấn tượng thiệt. Trời ơi, mua đen lắm à.
đen dữ vậy em? Rồi đen hơn anh Quyền Linh luôn kìa. Đen sao có duyên? Sự kiện mà chị. Nhưng mà rất là nam tính. Trời ơi dễ thương. Manly. Nhưng mà em đi làm như vậy chị nghĩ là em có nhiều cô xung quanh lắm. Đúng rồi, tiếp xúc rất là nhiều ạ. Vậy là em có cái gì mà ám mà em không cho người ta kiểm tra? Không phải, nói chung là mình tự giác thôi ạ. Em sẽ rõ ràng của mối hệ của em thì mọi nữ cũng vậy. Nhưng em nghĩ em có phải là người lăng nhăng không? Thì lăng nhăng ai cũng có mà kiềm chế tốt thì được ạ. Em có kiềm chế tốt không? Đến bây giờ kiềm chế được ạ. Em có phải là mẫu người chung thủy không? Em không chắc chắn 100% nhưng mà khoảng 80% là được. Chưa, tôi nghi lắm, mặt này tôi nghi lắm nè. Mặt thà vậy là tốt chứ sư. Em nói 100% chị tin không? Không. Cái hay là nó là cái sự kiềm, mình cũng biết kiềm chế hay không thôi. Ráng kiềm chế nha cưng. Dạ. Chắc chắn lắm nè, đó không? Tôi nhìn thấy thịt chắc lắm nè. Được. Đằng lấy làm chồng là được. Có thể là một bờ vai vững chãi cho mình nương tựa. Đi ghen không có mệt á. Chào anh Quyền Linh. Bây giờ anh nghe anh tưởng tượng ảnh như thế nào? Một nửa không tóc, một nửa có tóc. Người đen cao ráo. Không thích gì người đàn ông? Em không thích một cái là người đàn ông hay lấy vợ, giống như là tới tuổi phải lấy vợ. Em muốn là mình đủ yêu thương người đó, mình quyết định là mình sẽ yêu thương người đó rồi mình mới lấy. Em không thích là kiểu mà chỉ là yêu thương bản thân em thôi, còn không yêu thương được gia đình em. Tức là yêu thương vợ thì phải yêu thương cả gia đình vợ. Dạ, giống như khi em mà lấy chồng thì em cũng nghĩ là em cũng sẽ yêu thương cả gia đình chồng, chứ không phải là một mình chồng không. Yên tâm đi, anh này anh thương hết á. Dạ. Được rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đã. Em đi với ai? Dạ em đi với anh em, chị em, em gái em và dì em, và người quan trọng nhất của em là mẹ em ạ. Wow. Cả nhà luôn. Cả nhà. Xin chào cô ạ. Dạ, cho gặp mẹ của bạn trai ạ. Xin chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Thịnh, tôi đến từ Bảo Lộc. Phải nói là chủ nhật nào tôi cũng xem cái chương trình này hết. Thì nghe cháu đăng ký chương trình này tôi rất là thích và hâm hở lắm. Phải nói là hai ba ngày nay nghe chương trình gọi là chuẩn bị quay cho nên là rất là thích. Đến với chương trình này thì qua sự trò chuyện của hai con thì mẹ cũng thấy là cô gái này cũng dễ thương. Thì mẹ lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ các con. Dạ. Qua tốt. Em muốn nói gì với mẹ chồng tương lai không em gái? Dạ, con muốn hỏi cô một chuyện là nếu mà ảnh bắt nạt con thì con mấy ai được ạ? Cô nghĩ cái chuyện bắt nạt với nhau là không xảy ra trong gia đình của cô. Tại vì nhà cô có một cái quan điểm là cùng ăn, cùng làm và cùng nghỉ. Cái vấn đề con nói đầu tiên là con muốn làm cùng một người thì nhà cô điều đó là điều hiển nhiên. Nhà cô có ba người đàn ông và cô là phụ nữ đẹp nhất nhà. Để một mình cô làm là ba người vô làm luôn, cho nên có vấn đề mà biểu làm thì không có. Họ tự giác thôi con ạ. Dạ. Yên tâm đi anh, nói em nghe. Tâm đi, không ai bắt nạt em đâu. Không à. Có gì mát mẻ. Cũng hiền lắm, không có bắt nạt đâu, lo. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với bạn và chị họ của em ạ. Dạ chào chị Cát Tường. Dạ chào, chào anh em. Em là chị họ của Quân ạ. Em từ nãy giờ em ngồi đây em coi cái anh nam này thì về ngoại hình thì ok. Anh này rất cá tính. Đa số thì là hợp với tính cách của em gái em. Theo em thì em gái em có nên bấm nút hay không? Em thấy là nên bấm nút. Dạ. Trai dễ thương mà hiền lắm. Quan trọng là bây giờ lắm. Cho hai bạn gặp nhau, kéo màn lên. Chúng ta hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau nha, để hiểu nhau nhiều hơn. Nào, mời hai bạn. Chào anh. Chào em. Anh qua đây. Em có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn nha. Trời, dễ thương quá. Anh qua đây với em. Nè, giờ kêu lại. Anh cũng có món quà tặng em nhưng mà tí nữa anh sẽ tặng. Không phải, tại vì em muốn làm quen trước đã. Hớ hàng. Anh có một số câu hỏi muốn hỏi em á. Anh muốn biết em là khi mà em phát hiện được một người bạn trai của em mà gọi là lừa dối em hoặc là giấu giếm một vấn đề gì đó hay phát hiện được em sẽ làm gì? Em chưa bao giờ gặp qua tình trạng đó. Thì nếu thì chắc nếu có thì theo tính tình của em thì chắc em sẽ nói là ừ chúng ta chia tay đi xong. Anh chỉ muốn biết em là tâm lý như thế nào thôi. Vậy là giống như là anh sắp chuẩn bị chia tay em một cách đó ha. Phải, anh chỉ muốn biết em thôi. Tại vì chắc là anh gặp rồi, thành ra anh muốn biết là cái người mà phụ nữ anh sẽ quen họ thì họ sẽ biết những chuyện đó như thế nào thôi. Anh cần một người chín chắn. Em thì đôi lúc mà em rất là mệt, những lúc mà em muốn nhõng nhẽo, những lúc mà em đang giận thì em cực kỳ trẻ con. Đôi lúc thì được chứ đừng bây giờ thường xuyên là được. Điều anh làm lãng mạn nhất với bạn gái anh từng làm là gì? Khi anh quen bạn gái thì quà tặng anh không mua, anh chỉ tự làm. Dạ, nếu như là người thân anh, nếu như là mẹ anh thì anh biết sẽ tặng quà gì cho mẹ anh mà mẹ anh sẽ cười rất là vui sung sướng không? Đối với phụ nữ tặng quà gì cũng cười hết em. Có tặng quà họ sẽ cười. Thời gian ở đây anh rất là bận, có thời gian nên mà nếu mà một tháng mà ít gặp nhau thì có sao không em? Một tháng ít gặp nhau là mấy lần anh? Anh không chắc được điều đấy, tại vì công việc của anh không có thời gian rảnh. Anh đi suốt luôn hay sao hay là về không tối? Phải suốt mà thì vì anh làm nhiều và áp lực nhiều, anh nói chung là anh mệt mỏi muốn nghỉ ngơi á, thành ra anh hạn chế ra ngoài đường lắm. Ta mệt mỏi ta phải gặp bạn gái cho đỡ mệt chứ. Bây giờ mình phải sắp xếp chút xíu chứ. Giống em cảm giác giống như là anh sẽ sắp xếp em ở đâu trong cái lịch trình dày đặc của anh như vậy? Anh chỉ nói thời gian gần đây thôi, anh không nói là tất cả.
chừng nào mới hết bận? Anh không chắc được em. Nói chung là nếu mà đã xác định quen thì anh sẽ sắp xếp thời gian qua gặp nhau. Khi nào cần thì anh sẽ qua. Dạ. Anh tặng em cái thách này luôn. Dạ, cảm ơn anh ạ. Mình có đồng rồi, mình có cùng sở thích rồi á. Chỉ cần một người hiểu em trong đời. Dạ. Rồi em tặng ảnh sách gì vậy? Đời về cơ bản là buồn ạ. Nhưng khi chúng ta mở qua trang thứ hai thì sẽ thấy chữ cười. Anh không hiểu ý nghĩa sâu xa của quyển sách này em tặng anh là gì, nhưng mà anh hiểu nhanh nhất là đừng nhìn vẻ bên ngoài mà đánh giá vẻ bên trong. Và anh cảm ơn em. Dạ. Anh cũng... Sao bữa nay hai bạn đi tới quán cà phê mỗi người đọc cuốn sách. Đó xong nói chuyện tiếp. Nào, chúng ta hãy nói về một chút tình cảm của mình suy nghĩ từ nãy giờ với người đối diện. Hồi nãy anh có nói là anh không thích phụ nữ nó nhiều. Không phải, không thích phụ nữ mà gọi là ràng buộc người khác quá, ràng buộc người yêu của mình. Em vẫn muốn ràng buộc, không phải là ràng buộc quá. Ý là hai người quen nhau ít nhất cũng phải có gì đó ràng buộc thì mới gọi là yêu nhau được. Đúng. Em chỉ cần nói là em không thích, chứ em đừng ép. Vậy đấy, là anh sẽ bỏ anh cần. Không? Đúng rồi, đấy điều anh cần, anh cần sự tôn trọng lẫn nhau. Em nói em không thích, em không muốn gặp lại chuyện đó như vậy nữa thì anh sẽ ok. Còn nếu như mà em ép anh, bắt anh lựa chọn thì anh sẽ không nghe. Nếu mà em với anh cãi nhau thì anh có xuống nước trước không? Tại vì không phải em đúng hoàn toàn mà cũng không phải anh đúng hoàn toàn. Thành ra nếu tùy trường hợp, nếu như thực chất em sai thì anh sẽ cương quyết đến cùng. Còn nếu như anh sai anh sẽ nhận, chứ anh không toàn bộ nhường em. Ai đánh giá là đúng sai? Mình tự nhận thức được em. Có nhiều chuyện giống như là em nhận thức là em đúng, anh cũng nhận thức chuyện đó anh đúng vậy. Không ai sai hết vậy thì làm sao? Vậy thì những lúc đó mình nên im lặng. Nếu em chịu được cảnh không gặp nhau thì ok, mình sẽ im lặng. Thường thường nếu mà cãi nhau mà cứ im lặng mà không gặp nhau vậy sẽ gặp. Em thường sẽ có rất là nhiều cái cảm xúc tiêu cực. Bị ức chế em. Bị ức chế rất là khó chịu, lúc đó em biết xả vô đâu. Nhưng mà khi em tức giận thì em sẽ nói những điều còn xấu hơn cả em im lặng nữa. Vậy em chỉ cứ im lặng đợi chờ đến lúc nào? Khi em hết giận thì chọn nói. Ức chế lắm em. Anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho em. Nói chung thì đối với anh, nếu như thực sự em quan trọng thì không có gì có thể làm anh bận được. Em sẽ cố gắng chín chắn hơn, bớt trẻ con hơn. Để có thể là anh sẽ không thể thấy khó chịu về cái tính trẻ con của em. Hay quá. Đọc sách nhiều, nói chuyện có khác. Nói chuyện thì thấy cũng hơi căng, nhưng kết thúc rất tuyệt. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Suy nghĩ rất kỹ nha. Nếu mình cảm nhận đây là cơ hội của mình thì hãy nắm bắt. Còn nếu như mình cảm thấy cái linh cảm của mình nó không phải thì mình hãy dành cơ hội cho nhiều người khác. Cho em 30 giây nữa được không ạ? Rồi, nói đi em. Em, anh có điều muốn nói với em. Thực chất nếu như anh không bấm thì em đừng buồn nha. Không phải là tụi mình là việc thẳng thắn với nhau. Anh đâu có cần phải nói trước như vậy. Anh không muốn tạo bất ngờ cho người khác. Em lại thích bất ngờ. Ok, cảm ơn em. Nào, 3 2 1 Hết thời gian. Bạn trai nói trước đi, tại sao em lại không bấm? Dạ, tại vì em cần một người có vẻ chín chắn và giúp đỡ em nhiều trong công việc ạ. Chứ em không cần một phụ nữ để em che chở nhiều, mà em cần một người chia sẻ. Bạn nữ, bà cảm nhận gì ở chàng trai này? Đúng là tính tình của em rất trẻ con, nhưng mà thật sự nếu mà lúc mà chín chắn thì em sẽ rất chín chắn rất nhiều. Nhưng mà tại vì hiện tại thì em đang trải qua rất là nhiều chuyện buồn, nên lúc nào cũng giữ tinh thần mình nó trẻ con để có thể vui vẻ lên. Có lẽ do vậy là em với anh có thể không đến với nhau. Không, anh cảm nhận rằng cô gái rất là chân tình đấy. Một cô gái rất là dễ thương. Rất tiếc, chắc có lẽ chúng ta không có duyên nợ với nhau. Hàng triệu người sẽ chọn nút bấm để bấm cho các bạn. Đừng lo lắng điều đó nha. Một nửa thương đang đến rất gần với chúng ta. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi, cảm ơn các bạn. Hai mối tình đầu thì cũng kéo dài lâu, cũng được 10 năm á. Em không thích bạo lực, có nghĩa có khuynh hướng bạo lực. Mà anh sẽ là người quyết định, chứ không cho bà quyết định. Em nghĩ là cũng có hơi khó tính một chút xíu. Nhưng mà đàn ông phải như vậy mới được. 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 Có lẽ không có duyên thôi. Nhưng mà em cảm thấy thật sự là hơi tiếc cho bạn trai, có vẻ hơi vội vã quá. Có lẽ vẫn là cái tôi quá lớn, mình không trách được họ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Mời các bạn. Hả màn. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời bạn. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh và các quý vị khán giả. Xin chào bạn phía bên kia màn. Em tên là Vũ Thị Hoài Hương. Năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa. Và hiện nay em đang là nhân viên phòng kế hoạch của công ty chuyên về may mặc xuất khẩu ạ.
Ở đâu, em làm việc ở đâu? Dạ, em làm việc ở thành phố Biên Hòa. À, ở Biên Hòa, làm việc ở Biên Hòa luôn. Dạ. Mời bạn 29 nam. Tuổi ha. Dạ. Mời bạn nam. À, chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Ngọc Việt, năm nay là 34 tuổi. Hiện tại em đang trưởng bộ phận của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thế Nha, sinh sống và làm việc ở Biên Hòa. Biên Hòa luôn, vậy là hợp nhau rồi, thuận lợi rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em học rất là nhanh, trong công việc thì rất là có nghị lực ạ. Thì điểm yếu của em là gì? Tính là điểm yếu em nhiều lắm. Những cái nào mà nó nổi trội nhất, nó yếu nhất? Tính của em nó hơi trẻ con một chút xíu, hơi thích nhõng nhẽo một chút xíu, dễ là bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, không có che giấu được vậy. Rồi. Bạn nam, điểm mạnh, điểm yếu mình thế nào? Điểm yếu của em rất thì em hơi nhiều, nhất là tính của em hay quên. Hay quên. Vâng. Gì nữa? Trong tình yêu thì không được lãng mạn lắm, hơi cầu toàn. Còn điểm mạnh? Điểm mạnh của em thì dễ chuyển, nói chung là cầu tiến, biết thể thao, bóng đá, bóng bàn. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em đã trải qua hai mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là em quen lúc mà em 20 tuổi. Còn mối tình thứ hai thì quen cách đây 4 năm rồi. Dạ, lý do tại sao chia tay? Và sau thời gian tìm hiểu rồi thì thấy là tính cách không hợp nhau cho nên chia tay ạ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì trải qua 3 mối tình rồi. 2 mối tình đầu thì cũng kéo dài lâu, cũng mất mùa nóng. Thời sinh viên và thời ra trường cũng yêu xa, ngày sau chia tay. Còn mối tình thì 3 chắc kéo dài được 1 năm. 1 năm thì cũng chia tay được gần 2 năm rồi. Hôm nay em muốn tìm một người bạn trai của em như thế nào? Nói chung là đối với em thì ngoại hình ưa nhìn là được rồi ạ. Nhưng mà còn tính cách thì tìm một người mà tính tình vui vẻ. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình, người chồng tương lai của mình? Em không thích quá gia trưởng ạ. Bạo lực, có nghĩa có khuynh hướng bạo lực. Bên kia có khuynh hướng bạo lực không em? Bạo lực thì không, nhưng mà gia trưởng thì em nghĩ em cũng có một chút xíu nào đấy thôi. Dạ, anh có gia trưởng nhiều lắm không anh? Anh nghĩ cái vấn đề gia trưởng là do anh nghĩ như vậy, nhưng mà theo anh nghĩ là do mình sống tự lập. Dạ. Tất cả mọi thứ mình quyết định, gần như cũng ít khi vấn đề gì hỏi ý kiến người khác. Nhưng mà nghĩ nữa, em có vợ gì em có gia trưởng không? Nhưng nếu bây giờ là... thấy vợ mình đúng hết rồi thì mình chấp nhận, cái đó là quyết định là mình chấp nhận. Là mình có để vợ mình quyết định không? Thì cái đó là mình quyết định, nhưng mà đấy là ý của vợ. Không cho vợ quyết định hả? Sao trả lời lòng vòng dữ vậy? Sao chị ạ? Là giờ cuối cùng giá tỷ như mình thấy là vợ đúng đó thì nhưng mình mà có... anh sẽ là người quyết định chứ không rồi, cho vợ quyết định. Rồi anh có quyết định cái chuyện đó? Em sẽ đồng ý về quyết định vấn đề đó. Em sẽ đồng ý cho vợ quyết định vấn đề đó. Cái mẫu người bạn gái của anh là mẫu người như thế nào? Mẫu người bạn gái của em là thứ nhất là dễ nhìn tí, rồi cao thì tầm 1m52 là được. Nói chung là đừng có dữ quá, vì tình em cũng đâm rất là ít cãi nhau, không thích cãi nhau. Thường cãi nhau thì có thể là em bỏ đi hoặc là em không có nói. Chứ không rồi... có bạo lực, không có vũ phu đúng không? Không phải là không. Đừng có sơn móng tay móng chân le lẹt. Rồi không có. Tóc đừng có nhuộm cái màu nó y vậy. Này trời ơi, đưa tay là ổng còn không tin nữa. Tóc nhuộm là sao? Tức là nhuộm tóc dễ thương mà. Không dễ thương thì được, còn đừng màu xanh, màu đỏ hay là màu vàng gì đó. Hay là em không thích. Có vẻ phụ nữ truyền thống quá hả? Mình có làm dâu không? Mình ở một mình hay là... Em đang ở một mình. Ở một thì mình đi làm dâu chắc là không phải. Mình lập nghiệp ở Đồng Nai luôn hay sao? Vâng. Muốn sinh mấy con rồi sinh con trai hay con gái? Trai gái cũng được. Chắc không? Em không quan trọng. Không quan trọng. Anh này gì cũng được hết. Chỉ có tí xíu ở cái chỗ mà gia trưởng đó em phải thuyết phục. Dạ, muốn vợ chưa? Tùy em, tùy tài năng của em. Anh được hết rồi đó. Hối lắm hả? Vâng. Còn nếu được thì bao lâu đám cưới? Cái đó thì hai người tìm hiểu thì có thể là 1 năm hoặc là ngắn hơn cũng được. Ngắn hơn là 2 năm cũng được. Cái này thì được rồi. Coi mặt đàn gái con sao thôi. Coi đi. Dễ thương quá. 29 tuổi mà trẻ quá ha. Nãy giờ em nghe nói thì em cảm nhận anh này có khó tính lắm không? Dạ, em nghĩ là cũng có hơi khó tính một chút xíu. Nhưng mà đàn ông phải như vậy mới được. 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 Nói trên cũng dễ chịu lắm, anh đầm tính. Dạ. Anh nói vậy thôi, chứ anh nghĩ cái tính tình anh này rất là dễ. Dạ. Em rất thích con người mà có tính tự lập với rất có nghị lực, em rất thích. Rất thích đúng không? Dạ. Em không thích gì người đàn ông? Cờ bạc với bạo lực á anh ơi. Không phải em có rồi. Nãy chị có hỏi vụ bạo lực rồi, không có. Dạ. Giận là anh bỏ đi thôi, anh im lặng thôi. Em nghĩ gì nếu chúng ta gặp một người đàn ông không có một chút lãng mạn nào hết? Dạ thì em tự tạo ra lãng mạn cho anh ấy. Được. Cố gắng nha. Không có lãng mạn là cô ấy tự tạo lãng mạn đấy. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với em gái em ạ. Em gái ruột hả? Dạ em gái ruột. Rồi, chờ gặp em ruột. Đó, thấy em ruột dễ thương chưa? Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào anh trai trên đấy và quý vị khán giả.
Em tên là Hạnh, em là em gái của chị Hương. Thì em thấy anh trai này khá hiền và tính của anh rất là chín chắn. Em mong rằng anh chị nên tạo cho mình cơ hội để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Em đi với ai? Mình hỏi ý kiến cái coi. Trai. Tại em đi với Di, với Dường, với một cô em gái. Dạ chào dì ạ, dì cho ý kiến cái gì? Chào chú Quỳnh Lý, bây giờ cô Cát Tường, chào các bạn khách trong chương trình. Cháu cũng lớn tuổi rồi, năm nay 34 tuổi rồi. Nhà cửa thì ổn định hết rồi, công việc cũng ổn định, giờ chỉ cầu mong cho cháu để nhanh có gia đình. Em gái đi, trời em ơi. Gái đi. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em thấy chị bên này á cũng dễ thương, em thích chị. Đó. Thôi kéo màn lên. Rồi cho hai bên gặp mặt nhau nha. Kéo màn lên. Lần đầu tiên gặp mặt anh tặng em bó hoa. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều. Rồi chúng ta hãy nhìn thẳng vào mắt nhau và nói tất cả những gì suy nghĩ của mình nãy giờ. Lòng này anh cũng rúng quá, không biết này hỏi gì đấy. Sau khi kéo màn lên xong rồi á, anh nhìn thấy em thì anh có cái ấn tượng nào không? Thì ấn tượng của anh là thấy như người mà anh muốn là anh lúc nãy anh nói thiệu phân là người gọi là gá trắng. Thì anh hơi đen. Anh muốn thì lần đầu tiên là về giá về là anh dạ ok. Nhất dáng nhì da đó. Dạ hồi nãy là em có nghe anh nói là anh không có thích mà phụ nữ nhuộm tóc á. Thì em có hơi nhuộm chút xíu có sao không anh? Nhuộm này thì không sao. Dạ. Không có quan niệm được không? Khi sinh con trai gái gì không? Tại vì là phụ nữ là có thêm chức là mẹ, cho nên là đối với em thì con trai con gái gì thì cũng thương hết. Nhưng em chỉ sợ bên chỗ anh có cái phải yêu lòng cầu thì, là con trai không? Anh thì gia đình có ba anh em trai. À dạ. Nên anh rất là thích con gái. Hiện tại là em ở chỗ nào biết hoa? Dạ em ở phường Trảng Dài á anh. Trảng Dài à? Dạ anh có anh ở chỗ nào vậy? Anh ở phường Tân Phong. À, vậy là từ nhà anh chạy thẳng là tới nhà em đó anh. Chắc là vậy gần rồi. Hai thứ bảy chủ nhật em được nghỉ không? Dạ em chỉ được nghỉ chủ nhật thôi, em không có nghỉ thứ bảy. Thì thời gian anh thì cũng vậy, từ 5 giờ anh chỉ nghỉ chiều thứ bảy và chủ nhật. Thì nếu như trong thời gian đó thì nếu như lúc em rỗi buổi tối dạ. Thì anh có thể anh cùng đi xem phim hay là dạ. Nhà gần xịt nhau mà chạy có chút xíu mà ngày nào cũng gặp cũng được mà. Hôm nay thì mình cũng dù sao là có cái duyên thôi. Dạ. Đến lên chương trình này dạ. Cũng qua bao nhiêu vậy. Thì anh nghĩ là hai nhà mình nên cho nhau cơ hội tìm hiểu thêm. Dạ. Thì theo như là em cũng nghĩ là tại vì trên chương trình thì mình cũng chỉ có gặp nhau, thời gian có hạn thôi, chưa có tìm hiểu được nhiều. Cho nên là nếu mà muốn biết một con người mà tốt hay xấu hay như thế nào, có hợp hay không thì em nghĩ là nên có nhiều thời gian để mình tìm hiểu thì mới là tốt. Cảm nhận gì chưa? Rung động gì không? Có cảm nhận về người đối diện như thế nào? Từ nãy đến giờ là em rung lắm rồi nên giờ em cũng không biết làm sao. Em thấy trong người nó có khác gì không? Dạ, em hồi hộp quá. Trạng thái nó khác rồi ha. Dạ, bạn trai thì sao? Thực lòng là em cũng hơi rung, cho nên là nhiều lúc nó loạn nhịp. Loạn nhịp. Rất dễ thương. Rồi. Đặt tay vào nút bấm. Nút ở đâu? Chúng ta để tay vào nút bấm các bạn. Và hãy có trách nhiệm với nút bấm của mình các bạn nhé. Suy nghĩ thật kỹ, bấm nút là để hẹn hò và tiến đến hôn nhân. Trong 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Hết hồn, hết vía. Nắm tay cái gì bạn? Rồi, trời ơi, hên quá ha. Vui quá à. Không, cảm giác như sao giờ? Sao mặt anh buồn vậy? Anh tươi lên cho anh. Trời ơi, ba nắm tay bạn gái mặt buồn quá. Vui lên. Suy nghĩ gì? Cảm giác bạn nữ như sao? Dạ, em rung quá. Rung quá hả? Dạ. Hổm á, mới là offline gặp các bạn muốn hẹn hò đó. Có một cái anh đó, anh lên đây mà anh bắt đền anh đó. Anh nói chuyện với em, bữa đó anh bận em đi phỏng vấn ảnh. Anh nói là lúc đó đó trên sân khấu bấm nút mà anh Linh không cho hung. Cho nên cuối cùng về cô đó bỏ ảnh. Thôi được rồi. Tại sao cặp nào cũng được hung mà hả? Cặp đó không cho người ta hung. Thôi vậy giờ phải hung. Hung không quý vị? Mình chấp nhận rồi, mình bấm nút nắm tay, sao bu rồi. Rồi hôn nhau. Thôi em xin phép là đúng rồi. Hôn tay nha. Dạ. Nhá. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống trà cộng đạp 212 lý chiến thắng. Cinebox các bạn có thể đi xem phim thoải mái. Đưa vé cái buông tay ra ra. Nắm tay luôn. Không có được buông. Nắm hoài luôn nha. Không được buông nha.
gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là máy nước nóng hiệu Atlantic và một máy nước nóng hiệu Centon gửi tặng hai bạn, tổng trị giá là 7 triệu đồng. Hy vọng chúng ta sẽ dùng máy nước nóng này để xài chung một nhà. Mời hai bạn đi hẹn hò xem phim. Tôi mới về hay không? Rất khó, không có dễ đâu. Chắc là ảnh nói thì cũng đúng, là hợp lý, là em lớn tuổi thì xin nó khó. Nhưng mà quan trọng là khó xin việc, nhưng mà em ở nhà anh có nuôi được em không? Em ở nhà anh có nuôi được em không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay. Tường thấy anh đã ngồi đây từ nãy giờ rồi, Tường sẽ ra ngoài để đưa chị gái vào để chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nha. Đây, đây, qua trái chị. Rồi, có ghế rồi ha. Đây, đây, chị cho mời. Mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Dạ, chào anh. Chào cô. Dạ, nãy giờ ngồi chờ lâu không anh? Hồi hộp không anh? Có tí hồi hộp. Có tí hồi hộp ha. Bây giờ em mời anh, anh sẽ giới thiệu lên, nói thật lớn, thật to, rõ cho chị bên đây có thể nghe được những thông tin của mình nha. Tôi tên là Đinh Công Mạnh, hiện ở xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. À, hiện tại mình đang công tác, làm việc ở đâu anh ha? Hiện nay là tôi đang làm trang trại của nuôi heo của mình, hợp tác với công ty. Nuôi heo? Dạ. Mình nuôi nhà mình mà hợp tác với công ty? Công tác với công ty thả giống, mình bỏ công sức. À, rồi cái là công ty nó thu hoạch lại cho mình luôn, gom thu mua lại cho mình luôn. Công ty là phải làm hết những cái khâu bao tiêu hết. Dạ. Nhưng ở nhà anh có ai phụ anh không? Có mấy đứa em, mấy đứa cháu đó. Nuôi đàn bao nhiêu con anh? 800 tới 1000 con. Trời ơi, sao làm hết nổi, công việc cực không anh? Tất nhiên nó cũng có cực, nó cũng có sướng, cũng có khổ, nói chung là nó lẫn lộn hết, chứ nó không có phải là đều sướng hết được. Nhưng mà công việc hàng ngày mình là gì? Tắm heo, cho heo ăn. Bây giờ nó công nghệ, nó không phải tắm luôn. Cái quy củ của nó bây giờ là nó có một cái hồ tắm riêng ở phía dưới chuồng. Con nào mà nó cảm thấy nó khỏe đó, nó muốn tắm thì nó tự nó xuống tắm. Chứ mình không có tắm cho nó nữa. Không, chỉ tắm là coi như nhiều con nó bị ốm thì nó cảm á, nó chung bị cảm, mình tắm là nó sẽ. Tôi nhớ hồi xưa mỗi lần là giống như lâu lâu là thấy người nuôi heo ta ca cầm cái vòi ta xịt. Cái đó là số ít thôi. À, bây giờ nhiều quá. Bây giờ số nhiều thì mình làm không thể làm khỏe được. Ủa nhưng mà quê anh ở đâu ạ? Quê gốc là Hà Nội, sanh thì ở Biên Hòa. Rồi năm nay là anh là bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay là 58 rồi. 58, mời chị giới thiệu ạ. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh bên trái tim. Em chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Thu Hường. Em đến từ Đồng Nai. Quê quán em là Huế. Ồ, Đồng Nai khúc nào chị, để coi có gần chỗ của ảnh không? Dạ, em ở Bình Đa chị. Bình Đa là ở đâu ta? Anh biết không chứ? Đa là Biên Hòa mà. Dạ đúng rồi. Còn anh là Thống Nhất. Ở huyện Thống Nhất. Cách bao xa anh biết không? Nếu mà tính cái đường chim bay thì nằm khoảng vài chục cây số. Khoảng 20. Trời ơi, gần xịt à, nếu vậy. Nhưng mà chim bay của Cát Tường à. Cái gì chim bay 20 hả? Ừ. Người đi. Còn người đi thì chắc phải trên 40. 40 cây. Tại cái đường vòng. Trời, 40 cây cũng có 1 tiếng đồng hồ chiều mát mát, xách xe ra chạy có 1 tiếng chứ nhiêu. Được không anh? Được. Yêu nhau mấy núi cũng trèo mà, chứ có 40 cây nhầm nhò gì. Đúng rồi. Bây giờ mình đang làm công việc gì? Dạ em đang làm nhân viên văn phòng. Ở Biên Hòa luôn? Ở Biên Hòa luôn, công ty xây dựng. Mình làm bên khâu nào? Dạ em làm kế toán chị. Và năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 43 tuổi. 43 là sinh năm 77 hay 76? Dạ 77. Sinh 77, 77 tuổi tỵ đó, bằng tuổi Cát Tường luôn đó. Điểm mạnh điểm yếu của chị là gì nè? À, điểm mạnh của em là... Ôi, bà mắc cỡ, bà móc móc, hồi tôi nghi rách luôn cái gói quà quá hà. Là em vui vẻ, dễ hòa đồng. Còn điểm yếu của em là nhút nhát, hay giận. Trời ơi, nhút nhát còn hay giận nữa, rồi giận ai? Bình thường giận ai? Không có giận ai, nhưng mà nhiều khi ví dụ như em đang làm việc có ai mà nói gì đó là em không hài lòng, là em nóng tính nên là em cọc. Cọc xong rồi giận người ta luôn. Thì hiện nay mình đang sống với ai? Em sống với bố mẹ. Đang sống với bố mẹ, nhà mình đông anh chị em không? Còn ai ở chung nữa không? Dạ, ở riêng hết rồi chị. Còn mình chưa chồng là mình ở chung thôi phải không? Dạ. Rồi, còn anh thì sao ạ? Điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của tôi là tự tùy ý công việc, đã nhận cái công việc gì hay là mình đã đặt cái mục tiêu công việc gì là mình phải làm cho tới. Còn cái điểm yếu tôi là không biết nấu ăn, tại vì ở nhà bà chị phải lo hết. Cái công việc ở ngoài là tôi lo hết, nhưng cái công việc bếp núc thì tôi hầu như là không bao giờ đụng đến. Dạ, mình đang sống với chị. Sống với chị. À, với ai nữa ạ? Với lại vợ chồng thằng Út. Là em á, em của anh á, sống Út với chị ấy. Với em. Dạ.
Vậy được rồi, đàn ông lo chuyện ngoài đọc bởi vậy nó có điểm yếu tôi là không... đâu có gì đâu yếu, bây giờ mình thiếu chứ phải yếu. Ông yếu. Có là yếu, xác nhận là yếu, không biết nấu cái gì hết. Cái hôm Tết hôm nào bà chị đi mà coi như nhịn đói luôn. Không, sao nhịn đói được cô? Bà đi mà không nấu là mình nhịn đói luôn. Đi ra quá trời à, đúng ơi, rồi, có tiền mà lo gì trời ơi. Bất quá bán con heo ăn Tết thì làm gì dữ vậy. Gì ghê vậy, bán tới con heo sao hết. Ủa vậy hả? Ăn có bữa thì làm gì bớt. Em nói bán con heo ăn Tết. Ăn nguyên mùa Tết chứ heo có ăn bữa đâu. Tết thì chị lo rồi, mình đâu phải lo. Trời ơi, vậy giờ đó giờ đi làm rồi. Rồi bây giờ qua cái tình yêu sao? Tất nhiên từ lúc trẻ cũng có rồi. Dạ. Nếu mà lúc đó mà tôi mạnh dạn lên một tí thì chắc là hôm nay cũng có cháu rồi. Khi mà mình còn đang trẻ, sự nghiệp mình chưa có. Bởi vì mình không dám bước đến. Sợ là mấy đứa ra con mình không lo đầy đủ được. Lúc đó là bao nhiêu tuổi? Lúc đó tầm khoảng 22. Trời, còn trẻ quá, đúng rồi. Tới 25 cũng vậy, tới 30 cũng vậy. Là mấy mà mối khác nữa đó. Dạ. Là cũng mấy mối rồi đó. Đương nhiên rồi. Là những cái mối đó là mình không đến nữa, là họ đi lấy chồng. Cái mối ví dụ 5-30 là lúc đó là tuổi lấy vợ rồi, tại sao không lấy? Thì mình cũng chưa đạt đến cái mục đích của mình. Trời đất ơi, rồi năm nào mới đạt được mục đích? Tới bây giờ mới cảm thấy đạt rồi, bây giờ đạt rồi đó hả? Bây giờ nó đã quá tuổi. Trời đất ơi. Cái gì đâu mà trời đất cô. Sao muộn màng dữ vậy anh? Đạt đâu mà đạt dữ vậy? Anh đặt mục tiêu chi cao dữ vậy? Phải, tại vì nó cứ vậy nè. Cô đạp lên cái bước này, cô phải muốn bước lên bước thứ hai. Giống như lên cái bậc thang đó mà. Bây giờ anh cứ lấy vợ rồi hai chồng cùng nhau đạp, chứ đâu cần gì đạp một mình. Thế nếu mà suy nghĩ được như cô thì nó đơn giản quá rồi. Có nghĩa là bây giờ là coi như mối tình thì có mấy mối, nhưng mà là kết hôn là chưa kết hôn lần chưa nào. Chưa kết hôn lần nào. Cấm cắn trinh nguyên. Cấm cắn trinh nguyên. Cấm cắn trinh nguyên. Đúng, đúng. Hơn ngay vô số tội. Thiệt tình luôn á. Đủ với anh là giờ đúng là sắp có cháu luôn rồi đó. Sắp sao được. Có cháu luôn chứ. Thì đó bởi vậy. Có luôn, nếu mà xác nhận là có luôn. Buồn không anh? Hả? Buồn không? Có đêm nào rồi nằm nhìn đàn heo mà thấy buồn không? Không, cứ vì công việc đâm ra thấy nó cũng không có gì cơ. Rồi nhưng mà bây giờ thí dụ như có bạn gái, có dành thời gian thúc đẩy tình yêu không để mà tiến tới hôn nhân không? Mà là mình đã quyết thì tất nhiên là mình phải làm theo đúng mục đích của mình nhé. Là quyết rồi. Thế bao nhiêu năm nay đó để đạt mục đích rồi, năm mươi mấy tuổi rồi chưa có vợ, vậy thì kinh tế tiền bạc là xưa giờ rồi làm rồi đưa ai nuôi ai, ai quản lý? Chị quản lý. Chị quản lý. Chị đã nói là tôi việc ngoài còn việc trong là chị làm hết, chị giữ hết. Rồi bây giờ lấy vợ chị lo luôn hay sao? Tất nhiên rồi. Ông không phải chị đâu, chị có thể là đứng để ông tổng bí thư rồi. Tổng bí thư. Rồi bây giờ cháu nè, em nè, anh nè, chị nè, còn nhiều lắm, tôi thật là nhiều lắm. Dạ. Hôm nay tôi mang những món quà này đi á, thật sự này là cháu nó làm nè, đây cũng cháu luôn nè. Chị rồi, là chú. Có chồng không? Chị thôi ở vậy để nuôi mấy đứa em con. Trời tại rồi. Vì bố mẹ mất rồi chị phải gánh vác. Tại anh em đông quá. Dạ, vậy là bây giờ lấy vợ về là cũng ở với chị luôn. Tất nhiên rồi. Rồi chị lo luôn phải không? Lo luôn. Chị nấu cơm luôn phải không? Dạ nấu lại. Nó phải chia sẻ nhau. Chia sẻ. Còn bên này mình tình duyên sao rồi à ha chị? Dạ tình duyên của em thì... Trời ơi, bà xé nát bét cái chân rồi kìa. Tình duyên sao rồi? Em là cũng có quen nhưng mà tình yêu nó chưa đủ lớn nên là không đi đến được hôn nhân nên giờ bị ế đến giờ chị. À có nghĩa là cũng chưa có kết hôn lần nào luôn. Dạ chưa. Cũng trong trắng trinh nguyên vô số tội dạ, luôn. Dạ đúng rồi. Thế là mình có bao nhiêu mối tình? Mối tình nào sâu đậm á? Nếu mà tính mối tình á thì tính sơ sơ trên đầu ngón tay á thì chắc cũng được 3. Mà tính dưới ngón tay thì chắc đếm hết chị ạ. Mà lý do sao không có cái nào tới được hôn nhân? Cái mối tình mà quen dài nhất được bao lâu? Dài nhất của em á là chắc cũng phải là 5-6 năm. Nhưng mà tụi em quen nhau là quen từ cái tính cách là bạn bè. Chơi riết rồi thân thì không biết đi qua lúc yêu lúc nào không hay. Vậy mà bạn bè mà tới lúc yêu tốt quá rồi mà sao cũng không cưới được? Nhưng mà khi đến lúc cưới thì hai bên gia đình người lớn nói chuyện thì là do là bên đàn trai người ta coi tuổi thì khác tuổi. Nên là tụi em không đi tới với nhau được. Đó cũng cái vụ tuổi tác nữa. Ở bên này là không có coi tuổi gì hết đúng không? Không có tuổi. Rồi, ở bên này sao? Đàn trai coi thôi chứ thằng gái đâu coi. Rồi vậy mà quen 5 năm trời mà không vượt qua được hả? Coi tuổi không hợp rồi cái thôi chia tay hả? Bố mẹ bạn đấy là lúc đầu thì là đồng ý hết. Coi như là tất cả là đều được hết rồi.
thì thôi hai đứa mày tiến tới đi, thích cưới giờ nào tao cưới giờ đó. Khi hai đứa cứ chơi là bạn bè vậy á, thì anh em vậy á, đến lúc mà yêu nhau rồi á, họ hỏi ra tuổi thì bảo là hai đứa tuổi khác, thôi bây giờ tụi mày chỉ là anh em thôi, đừng đi xa hơn nữa. Trời đất ơi, kỳ vậy. Đến bây giờ vẫn làm anh em. Mà anh có vợ chưa? Có vợ luôn rồi. Nhưng mà vợ cũng không có phải là quen nữa, mà là má của anh đó phải đi ra ngoài quê kiếm vợ cho anh lấy cưới luôn. Thôi đừng bức nữa, khổ ghê vậy đó. Rồi bây giờ nè, cho em coi mấy cái hình coi. Bây giờ mình đoán nè, giờ chị muốn tìm một mẫu người bạn trai, người chồng tương lai mình là người như thế nào? Em không có chọn lựa nhiều. Em chỉ cần là một người như là biết chia sẻ, quan tâm, lo lắng là được. Cao thấp, mập ốm, tuổi tác, ngoại hình như thế nào, có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì dễ nhìn là được rồi chị. Dễ nhìn thôi ha. Rồi đây, ảnh này dễ, rất dễ nhìn. Chị nhìn đi, chị kiếm thử coi trong bốn anh đó, anh nào? Anh muốn kiếm một mẫu người như thế nào nè? Bình thường, không có phải đặt tiêu chí giống ai hay người mẫu như thế nào. Kiểu không, anh muốn cao thấp, hay mập, hay ốm, hay tóc đen, hay tóc này nhuộm được không? Cổ điển hay hiện đại hay là kiểu như thế nào? Có là người phụ nữ gia đình được rồi. Đừng hiện đại quá là hại điện. Rồi, không có hiện đại quá hại điện, anh kiếm đi. Đó, 43 tuổi, sinh năm 77. Anh tìm đi. Bây giờ có mắt tôi mà nhìn này chắc là hơi thua đó cô ơi. Thôi ráng đi, ráng kiếm, ráng nhìn đi. Đó. Còn bên đây tìm ra chưa mà xào qua xào lại hoài vậy? Không quá, 2-4 năm sau. Tại sao chọn anh đó? Em đoán đoán vậy. Đoán vậy đó. Cảm nhận ra anh này. Dạ. Tại sao không là mấy anh này mà lại là anh này? Lý do? Anh này anh giống nông dân. À, anh giống nông dân, hay quá. Kiếm ra chưa anh? Đang nhận diện rồi. Nghĩ cho lẽ cô nhắm mắt này quá. Ờ. Tại sao lựa cái cô mở mắt không lựa mà lựa cô nhắm mắt tại vậy? Tại cô sợ mắc cỡ. Sợ thấy anh á hả? Không phải mắc cỡ chứ nhìn. Mở cửa trái tim ra nha, để cho hai người nhìn nhau nha. Chọn coi hôm nay mình chọn đúng hay không nha. Mời hai anh chị hãy nhìn qua cánh cửa trái tim. Nè, chào. Chào. Đây nè, cổ là cái sai. Cô này nè. Rồi, tôi nhìn. Chỉ chọn anh trúng bóc luôn. Trúng luôn. Trúng bóc luôn. Anh này nhìn tướng nông dân. Nhưng mà cô nhìn bên ngoài có giống nông dân không? Dạ không. Bây giờ anh em đang tìm hiểu yêu đương tiến tới hôn nhân mà cô gì đâu biết. Rồi tặng quà đi nè, chỉ ngồi nãy giờ chỉ bứt cái chân muốn nát bét cái sợi dây đó rồi. Rồi tặng cho anh ta không? Để tôi tặng trước cho. Rồi cái này tặng là... qua trái tim luôn anh. Đây là cháu gọi bằng chú. Con của anh trai cả nó làm à. Em cảm ơn anh. Rồi. Còn cái này. Còn cái này á là ông anh trai cả làm cái nghề này. Trời đất. Rồi mà thằng cháu á, con của thằng Út, nó xin về, nó đóng hộp, nó làm, nó vẽ, nó viết đơ, nó tặng. Dạ, em cảm ơn anh. Ngồi xuống mình sẽ khám phá quà nha. Em cũng có món quà. Rồi, cảm ơn em. Dạ, rồi bây giờ hai bên chia quà đi ạ. À. Coi cái món quà đó, em tận đang tò mò món quà của cháu thì đóng hộp cũng rồi đó. Anh làm món quà gì? Quà của cháu gọi bằng bác. Nó làm hơi vụng về nhưng mà tại nó là con trai. Năm ra là... Cháu nhiêu tuổi? Nó này học lớp 3 rồi. Trời đất. Cháu học lớp 3 mà tặng làm quà cho làm cho bác bà. đi yeah, hỏi vợ. Yeah. Hay quá. Trời ơi. Tự nhiên tặng đồ cạo râu cũng hay, tại sao tặng đồ cạo râu vậy? Dạ, em muốn ảnh chăm sóc sắc đẹp của anh. À, là không thích để râu phải không? Dạ. Hay quá, không thích nào ông có râu mới tặng đồ cạo râu. Một số ổn điểm. Là cái gì? Là cái... Là con heo. Cô đọc hết đi rồi tôi sẽ nói. Đinh công lai vu xoay. Đúng rồi, anh quanh làm cái nghề này. À, rồi. Anh là nghề gốm. Còn thằng cháu á, tôi chọn con heo này là lý do nó bảo là nghề nghiệp của bác. À, anh nuôi heo. Mà hôm nay cũng là cái ngày đánh dấu của cái ngày bác đi gặp. Trước khi đi cháu nó có dặn dò gì không? Cháu nó có gọi là lên tặng á, là nói là tặng cho bác có thể là về với cái nhà này.
Ghê rồi ha, mới 3 tuổi mà ghê quá ha. Đâu, lớp 3. À lớp 3 là 10 tuổi rồi. 10 tuổi rồi, lộn. Mới 10 tuổi mà vậy là giỏi rồi. Thế bây giờ em hỏi nè, khi cánh cửa trái tim này mở ra thì cái cảm nhận đầu tiên của anh về chị gái bên đây là như thế nào? Thấy em cũng xinh đẹp. Em cũng xinh đẹp. Xinh đẹp. Còn chị thì sao? Khi mở cửa trái tim ra, cái cảm nhận đầu tiên về ảnh là như thế nào? Em cũng thấy ảnh cũng là người chân thật. Chân thật đúng đó, chất phát. Còn em mới là người nhút nhát á, hơi nhút nhát rụt rè. Cho nên bây giờ hai anh chị tự tin tâm sự với nhau nha. Tường sẽ dành cho anh chị ít phút để mà trò chuyện riêng rồi Tường sẽ quay lại. Và bây giờ mời hai anh chị sẽ thưởng thức món ăn của nhà hàng Maria Sài Gòn. Các Tường mời hai anh chị thưởng thức món càng cua bách hoa. Đây là một món ăn mang vị ngon ngọt từ thịt càng cua tươi. Bọc ở ngoài là một lớp thịt tôm xay nhuyễn cùng với các loại gia vị rất là ngon và đặc biệt là trang trí rất đẹp mắt, anh thấy không? Trời ơi, trái ớt làm như con tôm vậy ha, tôm cua. Dạ. Nếu mà cô Tường không nói chắc tôi nghĩ con tôm tôi cắn chắc chết. Vậy hả? Làm quá giống anh ha. Quá giống. Tại vì nhà hàng Maria này là chuyên về hải sản đó, cho nên đây là tôm cua. Rồi, xin mời anh chị vừa thưởng thức đồ ăn mà vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút Tường sẽ quay trở lại. Mời anh chị ăn ngon miệng. Rồi, cảm ơn. Mời em. Dạ, em mời anh. Em có cần những người phụ giúp không? Dạ, dạ được rồi anh. Được rồi hả? Em ở Bình Đa là em sống từ trước tới giờ luôn hả? Sao? Dạ đúng rồi, em sống từ nhỏ, sinh ra và lớn lên ở đó luôn anh. Em mời anh. Anh làm trang trại đã được bao lâu rồi anh? Nay là 10 năm rồi. Anh làm vậy thì có nhân viên làm chung với anh không? Có một đứa em, một đứa cháu. Khi mà có công việc gì mà gấp, ví dụ như chích ngừa thì cần phải người làm thêm, phải phục giúp. Nuôi nhiều như vậy thì cực không anh? Hằng ngày nếu mà có 3 người thì mấy trăm con? Giờ là công nghệ không à, chứ không phải như ngày xưa. Bây giờ nuôi là cứ cám rồi vo viên chẳng rồi, rồi cứ đổ vô máng nó tự ăn thôi. Đổ một lần một trong ăn trong ngày. Mình không phải nấu như hồi xưa nữa. Không có nấu nữa. Bao lâu thì mình xuất chuồng được một lần anh? Trung bình là 160-165 ngày. Có 6 tháng. Là con heo á, lúc đó nó khoảng 6kg thôi. 6kg tới 165 ngày. Là lúc đó mình xuất chuồng là nó khoảng bao nhiêu ký à? Có con nó nhanh lớn nó khoảng tạ 2. Có con 6-70. Cái con nào mà đang khỏe là nó tạ mấy cho lên. Nhưng mà tính đổ đồng cả trại á, là nó nằm khoảng 1 tạ 2, tạ 5. Em ăn đi em cứ nhìn dạ. Không ạ? À? Em nhìn anh mắc cỡ không dám nuốt. Có cần người trợ giúp không? Dạ, dạ được rồi anh. Được rồi hả? Anh thấy em sao? Thì nói như lúc nãy rồi, nhìn cũng xinh nữa. Nhưng mà sao nãy nhìn hình không nhận ra, mà hình như là không có như ngoài. Dạ, hình của em là hình mới á anh. Mới chưa được 1 năm á. Mới chưa được 1 năm hả? Dạ. Nhưng mà không giống ở ngoài. Không giống hả? Dạ. Nhờ công nghệ của mấy bạn lúc nãy hóa trang cho em. Ở ngoài em xấu tệ cho nên là giờ lên hình mấy bạn làm cho em đẹp lên nên anh thấy không giống đúng không? Không phải. Đúng là sao anh lớn tuổi như vậy rồi mà anh đến giờ này anh chưa lập gia đình. Khi mình đặt được cái mục tiêu của mình á, khi mình bước lên cái bậc thang này thì mình lại muốn cái bậc thang khác. Thành thử ra cái tuổi mình nó trôi qua rồi lúc nào mình không hay. Khi mình khựng lại thì mình mới thấy mình đã lớn tuổi rồi. Chắc em chưa trải qua cái thời năm 75 giải phóng. 78 là đất nước mình như mất mùa toàn quốc. Rất là khổ, không có cơm đâu. Bo đó mà nấu lên chút xíu mà cứ sắc khúc là bỏ vô, rồi khoai mì á, khoai lang cứ khúc bỏ vô trộn lên như một nồi cháo. Nói thật ra giống như nồi cháo heo, nấu lên mà cái nồi còn nóng hổi vậy. Mà ăn vèo quá hết, cái nồi vẫn còn bốc hơi. Em cứ tưởng tượng đi. Ủa gì em nghe kể đâu chuyện từ thời xưa dữ vậy anh? Trời đâu, tính chuyện đó. Hiện tại giờ đi giờ trời ơi. Chị muốn để cô hiểu được. Nãy giờ anh ăn thử con tôm chưa? Người không dám. Cái này dành các tường đi. Ông ác ghê vậy. Ông nói con ông ăn cua còn con tôm dành các tường. Bây giờ tính cái chuyện như này, tính cái chuyện trăm năm đây nè. Bây giờ giả tỷ mà hai người quen nhau thì bao lâu tiến tới hôn nhân được? Nhà anh đã bắt dâu đó, đi làm dâu được không? Em hỏi chị trước đi nè. Gái lấy chồng thì theo chồng là chuyện bình thường rồi chị Tường. Về nhà rồi anh có cho vợ đi ra ngoài làm không? Hay là ở nhà phụ chăm nuôi heo luôn? Nhà tôi thật ra là chẳng có công việc gì đâu. Nếu có thể là thay chị thôi. Bếp núc trong nhà nữa. Nhưng mà giờ về là có cho vợ đi làm ở ngoài nữa không? Hay là lấy nếu về? Mà còn ý thích còn muốn đi làm. Nhưng mà lý do như thế này này, cái đường xá nó cũng xa xôi. Cái khoảng cách từ cái nơi làm mình hiện tại cái nơi nếu mình về nơi mới
cái khoảng cách nó hơi xa. Không, ý là về chỗ anh rồi kiếm chỗ làm mới, công ty mới ở gần nhà anh á chứ. Sợ mình xin rất là khó. Vậy xin việc chỗ mới vậy hay không? Không, rất khó, không có dễ đâu. Chắc là anh nói cũng đúng, là hợp lý, là em lớn tuổi thì xin nó khó. Nhưng mà quan trọng là khó xin việc, nhưng mà em ở nhà anh có nuôi được em không? Em ở nhà anh có nuôi được em không? Đó, trả lời đi chứ sao cười. Em này ngày có nhiều lắm đâu. Anh thấy không, tưởng em bự vậy mà nhiều lắm đó. Được không anh? Quan trọng gì đâu, bình thường. Bán con heo thôi mà. Bình thường, bình thường. Nhưng mà rồi nhắm rồi có ra phụ quản lý heo, trang trại rồi được không? Nuôi heo được không? Em bụng bề lắm chị, em không biết nấu ăn đâu. Vậy em chị dạy? Chắc ảnh dạy em. Ảnh có biết nấu đâu mà dạy. Trời anh mà bà dạy thì thôi rồi, cũng như là số không rồi, không có cái gì hết. Vậy hả? Chỉ giờ em không biết nấu rồi sao anh? Nếu mà vậy thì có bà chị phải ơn. Trước giờ ở nhà là cũng bà mẹ nấu cho ăn luôn. Dạ. Em chỉ biết nấu cơm luộc rau chiên trứng. Nấu cơm luộc rau chiên trứng. Vậy được rồi. Rồi từ từ thịt cá chị dạy cho làm. Ngày nào em cũng cho ăn rau luộc với lại trứng chiên. Được rồi. Vô bắt con heo thôi. Được không anh? Được không anh? Được. À, nói vậy thôi chứ còn có đúng cái rồi, tâm em muốn làm hay không thôi, chứ muốn làm cỡ nào cũng nhiều được khi chứ. Mình thấy cái người bình thường mà về mà ăn uống không được rồi chắc cũng muốn thay đổi món nha. Cũng đáng đi học nha. Bây giờ tôi cho ý kiến người thân nha, hồi nãy ra ngoài thấy hôm nay có đàn trai đàn gái đến dự mặt đầy đủ. Dạ xin mời đại diện họ nhà trai và họ nhà gái vô cho Tường phỏng vấn vài câu đi ạ. Dạ chào anh. Rồi, em bắt tay anh cái ạ. Anh là họ nhà trai hay họ nhà gái ạ? Họ nhà trai. Họ nhà trai, anh là cái gì của dạ, họ nhà? Em là cháu ruột của chú Mạnh. Cháu ruột của chú Mạnh. Trời ơi, cháu mà bự vậy luôn đó anh. Là con anh lớn đó hả? Con kế rồi. Hôm nay tham dự cái buổi gặp mặt giữa hai anh chị đây thì ai quên, gì kêu bằng chú luôn hả? Kêu bằng chú. Gặp của cô chú thì là em thấy như thế nào? Chung là em thấy là quá ok. Quá ok. Cái thứ nhất là về cái công việc mà giờ như cô đang là kế toán của một công ty, mà giờ nếu mà lấy chồng theo chồng mà về quê thì có công việc rất là ổn định, kế toán cho chú. Khỏi phải tính toán sổ sách, heo là nuôi heo phải tính toán từng báo cáo. Cô về làm kế toán cho chú thì chứ đi đâu mà phải làm cho người ngoài. Làm công ty nhà luôn. Chú con thấy là quá ok chú. Là chú phải cố gắng mà tiến tới nha. Chú cố lên. Rồi có nói gì với thím không à? Nói gì với thím tương lai không nè? Cũng mong sao cho cô với chú. Cô chú tác hợp thành cái tụi con vui với gì đó. Cảm ơn em nha. Rồi bên đây, em là bên nhà trai hay nhà gái? Dạ em bên nhà gái chị. Em là em gái của chị Hương. Em ruột hả? Em con cô. Hôm nay thấy cái buổi gặp mặt này như thế nào? Dạ em thấy đây là một cơ hội gọi là hiếm có. Thì em cũng thấy là anh bên đây rất là thật thà, nói chung là rất là phù hợp. Em mong muốn là hai anh chị cho nhau cơ hội để có người chăm sóc chị em. Rồi cái chú này làm gì đứng nhướng hoài vậy? Là cháu phải không? Kêu bằng gì? Chú. Kêu bằng chú. Nhướng nhướng là sao? Ra hiệu phải không? Ok ok, tính tới đúng không? Rồi cảm ơn hai gia đình của mình nha. Rồi giờ vô lại chuyện tình yêu đôi lứa. Đây có những cái lá thăm của chương trình cho hai anh chị tìm hiểu nhau cho nó nhiều hơn. Mời anh chị mỗi người bóc một lá bài rồi chúng ta đọc lớn lên những yêu cầu trong đó, chúng ta thực hiện với nhau cho nó vui, cho nó gần gũi nha. Mời chị luôn. Anh đọc trước đi ạ. Bạn gái hãy biểu diễn hoặc thể hiện một năng khiếu mà mình cảm thấy tự tin nhất. Hát, múa, giao tiếp. Chị đọc của chị đi ạ. Bạn thích hẹn hò với cô gái nóng bỏng hay cô gái cá tính và mạnh mẽ? Bạn gái đối diện thuộc tiếp người nào? Bây giờ thôi bên đây hát trước đi để anh suy nghĩ. Hãy thể hiện năng khiếu mà mình cảm thấy tự tin nhất. Hát, múa, giao tiếp gì cũng được hết trơn á. Giờ chị muốn làm gì làm đi. Khó quá, sao em đổi câu khác cho em. Trời ơi, câu khác còn khó hơn nha. Vô câu khác còn bây khó hơn nha. Nó trong ba vế mà giao tiếp nè. Có cái giao tiếp này thấy nó rất là dễ. Anh nhìn em thì chắc nhảy múa chắc không được thôi đúng không? Bậy nữa, nhìn em mặt rồi đó. Hát luôn. Hát múa thôi, anh hát giùm em đi. Anh á hả? Anh chỉ có hát thôi. Anh hát giùm em đi. Em cổ vũ. Trời, có mặt bên này nỉ. Rồi anh hát thì em đi, em cổ vũ. Em mà hát là ảnh bỏ anh đi về luôn. Anh không bấm nút cho em nữa, khổ em nữa chị Tường. Không có đâu. Thôi qua nắm tay cái nha chị. Qua nắm tay cái hả?
Em nắm tay anh cái vậy thôi. Em nắm tay anh cái hả? Nắm tay phải có nói cái gì nữa mới được nha. Em nắm tay coi tay có vững. Thì đó rồi em qua có vững chắc. Em xin nắm tay anh để em coi anh có vững chắc gì đó rồi cho đồng ý tôi việc luôn. Vậy em cứ ngồi đó đi, anh đi qua. Rồi anh muốn được sao không? Được, rồi được luôn. Được hả? Chăm bù dễ với cặp đôi này luôn. Em thích chọn tay nào? Tay nào cũng được anh. Tay nào cũng được. Rồi nói gì nói đi nè. Tay ảnh ổng. Ổng hả? Mình rắn chắc không? Rắn chắc hả? Dạ. Rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ tới phiên anh đó. Anh thích hẹn hò với cô gái nóng bỏng hay là một cô gái cá tính mạnh mẽ? Tôi chỉ thích hẹn hò cô gái nên gia đình. Gia đình. Hai cái này không có tiêu chuẩn nào dính anh hết trơn đúng không? Rồi vậy anh nghĩ cô gái đối diện thuộc tiếp người nào? Nhìn thì chắc có thể là hai cái vế trong này không đúng. Đúng rồi. Không nóng bỏng mà cũng không có gọi là mà gia đình nghĩa không? Là cái tiếp người là tôi đang nói. Hy vọng là như vậy. Hy ha. Vọng là như vậy. Thế bây giờ thời gian dành cho anh chị là tâm sự ngay tại đây là vừa đủ để anh chị có thể cảm nhận được nhau. Bây giờ thời gian của anh chị bấm nút. Nếu như mà mình cảm thấy đối phương có thể là một cái nửa mà mình đang tìm kiếm thì mình nên cho nhau cơ hội. Đừng bỏ qua cơ hội của mình. Nếu có rung động, có một cái gì đó mình cảm thấy cảm được nhau thì mình bấm nút dành cái cơ hội đó cho mình và cũng như là cho đối phương. Ngoài anh chị đặt tay vào nút bấm á. Sau 3 tiếng đếm của Cát Tường, đồng ý hẹn hò, bấm mạnh. Không đồng ý thì lấy tay ra. Rồi mời hai anh chị nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi cảm ơn anh chị. Mời hai anh chị về đứng một bên ạ. Rồi bây giờ đứng sát vô. Bây giờ mới là nắm tay thật sự. Hồi nãy là cái nắm tay chương trình bắt buộc. Bây giờ mình nắm tay thật sự. Nãy là cổ sinh chứ. Nãy là cổ sinh đúng nãy rồi. Nãy cổ sinh. Dạ. Kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Mời hai anh chị hãy dành cho nhau một nụ hôn. Chà xứng đôi lắm đó nha. Anh chủ động đi chứ không lẽ giờ bắt chị chủ động. Trời né gì thầy coi trời đúng rồi trong trắng trinh nguyên mà khổ ghê vậy đó. Trời ơi em gửi tặng chị món quà của chương trình. Nắm tay nhau đi anh chị đừng có buông ra. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì mang nhiều màu sắc trẻ trung phù hợp với mọi cá tính sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Và đây là những thiết kế xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng nè. Anh chị đưa nhau đi coi phim đi cái đã, tìm hiểu nhau ha, cho nó vui rồi mình hẳn về nha. Rồi về dưới thì cũng phải cố gắng quan tâm chăm sóc tìm hiểu nhau nha, ráng lên thăm chỉ rồi nhanh nhanh. À mấy cháu ơi, nhớ ủng hộ rồi thí dụ mà chú có mệt chạy không nổi thì nhớ đưa chú tới gần tới nhà cổ rồi bỏ chú xuống rồi rước chú về nha, hỗ trợ. Rồi có tin vui gì báo sớm cho chương trình nha. Vâng. À, chúc mừng anh chị ạ. À. Nắm tay nhau đi ạ. À. Dạ. Hôm nay cũng là một ca khó đúng không quý vị? Nhưng mà mình chinh phục những ca khó vậy mình mới cảm thấy vui. Thật sự cái vui ở đây không phải là hai người này đã đồng ý bấm nút, mà cái vui hơn nữa là mình thấy cặp đôi này phù hợp với nhau nè. Và họ đã tìm thấy nhau. Bước đầu tiên là thuận lợi rồi. Mình đang hy vọng xem một ngày nào đó không xa sẽ báo tin vui cho chương trình quý vị nhé. Chúng ta hãy cùng theo dõi và chúc mừng cho họ. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi quý vị ạ. À. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chương trình ngày hôm nay bằng sự xuất hiện của hai chàng trai của chúng ta nha. Wow, dễ thương. Và bây giờ trân trọng kính mời hai cô gái xinh đẹp bên nhà gái. Chàng trai màu đỏ trước nè, em giới thiệu về bản thân mình nè. Lần đầu tiên quay hình thì đương nhiên nó hồi hộp lắm, lo lắng mất ngủ mấy đêm nay. Ghê vậy đó hả? Thật sự, nhưng mà hôm nay cố gắng tự tin xíu, em xin giới thiệu. Em tên là Nguyễn Hoàng Như Thắng, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1992, quê Bình Phước, hiện tại sống và làm việc ở quận Tân Bình. Em cũng kinh doanh nhỏ nhiều lĩnh vực quá, nếu mà kể về kinh doanh của em hết chương trình cũng không đủ nữa. Dịch em có bán khẩu trang, bán rau củ, bán cơm, nhưng mà hiện tại công ty em cũng mới đóng cửa. Cũng hơi buồn. Em muốn tham gia chương trình để lấy thêm động lực để tiếp tục triển khai những cái mới. Những cái dự án kinh doanh em sắp tới thì nó cũng hơi
lớn lao bí ẩn nên em không có dám chia sẻ lên TV để công mọi người làm theo em. Nhưng mà đã có kế hoạch rồi. Dạ em có kế hoạch rồi. Còn tại sao công ty cũ đóng cửa là do hậu quả của dịch đó hay là sao? Dạ nói chung là dịch em làm mới được tại em bán rau mà. Nhưng mà xong hết dịch em lại tham quá. Em đi ôm đờm em mở thêm chi nhánh ra cái đầu rồi hết dịch người ta không mua của em nữa, bị tham á. Chung là kinh doanh này cũng phải có máu liều. Và đôi lúc tham quá thì cũng thâm. Kinh doanh là nó phải như vậy, kệ bạo phát bạo tàn. Dạ. Hy vọng là cái kế hoạch gì mà đang ấp ủ của em mà chưa thể tiết lộ được đó. Vì chưa biết đó là cái gì nhưng mà chị tin là một cái người mà nhanh nhạy nắm bắt được kịp cái thời cuộc như em là chắc chắn em sẽ thành công. Dạ em cảm ơn chị ạ. Nè bắt tay có lấy hên nè. Thì các tường là hên lắm đó nha. Chuyện dạ, dạ. Cho tí động lực nè. Dạ. Em cảm ơn chị nhiều. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là như thế nào? Điểm mạnh của em thì em cũng không có gì ghê gớm nhưng mà em có khả năng nhịn hơn người thường rất nhiều. Trong mọi cái sự vật sự việc em đều nhịn tối đa được luôn. Thứ hai nữa ví dụ mọi cái mà áp lực xung quanh mà nó tới với em á, em đón nhận cách rất là bình thản. Chắc là do em cũng coi kinh Phật khá nhiều. Còn điểm yếu của em thì một cái điểm yếu nó rất là đau đầu, đó là cái vấn đề em sống bị cảm xúc quá. Ví dụ như người ta mượn nợ em đi, người ta không trả, em không ép được mà em còn động viên người ta cố lên, cuối cùng không lấy được tiền. Hài hước. Cô gái còn kéo màu đỏ mình giới thiệu đi. Dạ xin chào anh chị Tường và anh Đạt. Em tên là Trần Thị Hòa, hiện tại thì em đang kinh doanh shop quần áo và em sinh ra và lớn lên tại Yên Bái. Em đến đây là tính ra là được 4 năm rồi. Kinh doanh quần áo? Dạ. Mỗi shop quần áo riêng của em? Không, hiện tại em đang kinh doanh online thôi thì ước mơ của em chắc chắn sẽ có shop rồi. Em vô đây thì ở đâu? Dạ, hiện tại em đang ở quận 8, em ở một mình. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Em thực ra chưa thấy điểm mạnh nào của em nó mạnh hẳn nhưng mà điểm yếu của em chắc là hơi nóng tính. Nóng tính? Hơi nóng á. Lần nóng tính mà dữ dằn nhất của em đó là làm cái gì? Em cãi nhau luôn ạ. Cãi nhau luôn. Cãi nhau, tại vì bình thường em rất là ít khi cãi nhau. Đối với em thì em thực sự em không thích nói nhiều. Và một khi em đã nói là chứng tỏ là em đã nóng. Nóng lên có tác động vật lý được không? Tác động vật lý thì hơi quá. À không có hả? Không có đâu anh. Đập đồ? Không anh, riêng đập đồ em tây tiếc tiền lắm. Không đập đâu. Đập đồ. Dạ. Nhưng mà phải có điểm mạnh chứ. Nãy giờ thấy em hoạt bát, lanh lẹ. Mạnh có thể là em hơi liều. Đôi khi em không biết là đằng trước em có cái gì nhưng mà em sẵn sàng em làm. Cũng có máu liều giống anh bên kia quá. Dạ đúng rồi, em cũng tựa như thế đó. Kinh doanh là phải liều đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì là kinh doanh lúc lên lúc xuống làm sao mà mình kiểm soát được. Nên là phải liều anh ấy. Phải liều. Dạ. Rồi đó là thông tin của cô gái ngồi ghế màu đỏ. Bên đây chàng trai ngồi ghế xanh cười thành tiếng luôn. À, em giờ tới phiên em rồi đó. Dạ đến em. Em họ tên đầy đủ là Huỳnh Võ Kịnh. Năm nay em Huỳnh Võ gì? Kịnh chị. Kịnh hả? Ca đi vô nặng. Tên lạ. Dạ. Rõ giờ mới nghe. Tại sao đặt cái tên ngộ vậy không? Dạ cái tên này là nó nối tiếp chị của em. Chị của em là tên Vàng. Vàng Kịnh có nghĩa là ông bà ta hồi xưa hay nói vàng kịnh là vàng bóng. Khi mà ba em đi làm giấy khai sinh thì vô tình thêm chữ H vô ra cái tên của em đến giờ luôn. Dạ. Hiện tại thì em sinh sống ở Đồng Nai, em 34 tuổi. Công việc hiện tại của em là em đang chuyển sang kinh doanh tự do khoảng gần một tháng đây. Cái mảng mà em đang làm việc là bên cái mảng nhà homestay. Trước đó thì em có làm việc bên quản lý chất lượng và quản lý sản xuất ở công ty ở dưới Đồng Nai. Mà hiện tại chỗ ở là ở đâu? Hiện tại em đang ở Đồng Nai, Xuân Lộc, Long Khánh. Trời lên đây cũng xa à? Dạ, chạy lên 100 cây. Đừng chừng nào về? Em định quay hình xong rồi định giữ dẫn bạn nữ đi nhậu rồi thì mai em về. Hay. Vậy mới được chứ. Tôi thích những người mạnh mẽ, quyết đoán, nói chuyện gì là rõ ràng, dứt khoát. Không ai bấm nút thì rủ chị Tường đi nhậu. Em là em mến chị Tường lâu lắm luôn rồi. Em bắt tay chị Tường cả. Có làm ăn gì không? Bắt tay tôi bởi ai cũng lấy hết cái hên của tôi nữa không? Không sao cả, lan tỏa năng lượng tích cực. Điểm mạnh điểm yếu của mình. Em thì cũng là một người khá là hòa đồng, thân thiện, vui vẻ. Sở đoạn điểm yếu thì hơi nóng tính một tí. Khi nóng tính lên thì cái biểu cảm, cái cảm xúc nó thể hiện ra ngoài khuôn mặt luôn. Khi đó em vẫn đang chưa khắc phục được. Sở thích của em á, em thì em là một người thích âm nhạc, thích hát hò, thích nói chuyện như vậy nè, thích giao lưu. Đến với chương trình thì Cạnh sẽ gửi đến chương trình một nhạc phẩm. Ghê ghê. Cho anh gần em thêm chút nữa. Ok. Cho Cạnh gần hai bạn nữ bên kia thêm chút nữa. Đúng rồi, mời em. Một chút nhớ em đây, một chút mơ chưa đầy, một chút thương em mà xa như khói mây, một chút nick hơi ấm, một chút thương âm thầm, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Trái tim anh và dòng máu nóng để yêu em, sẵn mời ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thức giấc thay giữa lòng ngực là hình bóng mây. Nam
tay anh, đừng để anh đi, đừng để anh đi. Lỡ sinh ra là để yêu nhau, chẳng rời xa đâu. Bình yên ở đây chẳng đâu xa vời. Bạn nữ đâu hát đáp lại cho chị. Cái giọng này chắc chinh phục được không biết đó, bao nhiêu con tim rồi đó. Cũng nhiều cô rớt lắm nè. Người ta hát hay quá chừng á, cô gái người áo màu xanh à. Bây giờ mình hát trước, mình tâm sự sao em ơi? Hát bài gì nè? Em sẽ hát một đoạn trong bài Hương Tóc Mạ Non. Rồi, về miền Tây nha. Ơi. Hai chất liệu khác nhau luôn. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời trưa bóng dừa, về quê em phù sa bát ngát. Tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu cách lòng, mỗi lần nhớ em sao nghẹn ngào. Dễ chưa? Đúng chỗ rồi chị ơi. Nghe chưa? Đừng có giỡn nha. Coi thường con gái là chết nha. Liền rồi, cô gái miền Tây hiểu nè. Dạ, em tên là Thanh Hiền. Năm nay em 26 tuổi, em tuổi Tý. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng, phụ trách bộ phận tuyển dụng. Em sinh ra và lớn lên ở Kiên Giang. Điểm mạnh của em chắc là em giao tiếp và em nói nhiều á. Thì đó cũng là điểm yếu của em luôn, em nói hơi nhiều. Em hay tranh luận. Dạ. Cãi lộn hả? Dạ không phải cãi lộn, mà là khi mà nói ra một cái ý kiến gì đó mà em cảm thấy chưa được thuyết phục á, là em sẽ hay tranh luận. Tranh luận về quan điểm? Dạ đúng rồi. Dạ thường thường em tranh luận những cái vấn đề đó với ai? Thường là sếp em. Trời đất ơi, mình làm tranh luận với sếp luôn hả? Rồi đó là thông tin cô gái mà cô gái màu xanh thích tranh luận. Hai chàng trai mình đặc biệt mà hai cô gái cũng không kém đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút về những cái tình trường. Rồi bây giờ em hãy cho chị biết là tình trường của em sao. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Tình trường của em thì ba mối tình rồi chị. Ba mối tình. Em có đặc điểm là em không biết cô gái. Thường ba mối tình đó là họ của em trước. Gái nên, cua. Dạ cho nên cũng đỡ. Nói chung là lúc mà những thời điểm hai cuộc tình đầu của em đa số là toàn là lúc em còn hơi nhỏ, cho nên là còn bồng bột, với lại nó không có suy nghĩ gì, nó chín chắn lắm. Nhưng mà đa số nguyên nhân chia tay của cả ba mối tình của em là nguyên nhân chính là do em nhậu yếu. Ba bạn nó toàn là biết nhậu không. Hầu như ba mối tình của em là hay ra mấy cái bờ kè Trường Sa ngồi nhậu, mà nhậu đêm em uống không nổi, em về trước. Mà về trước thì người yêu mình sẽ đi ngồi nhậu lại với một người nào đó. Buồn quá. Buồn quá. Buồn quá. Tại nhói lòng. Nhiều khi bởi em nói em nhịn tới mức độ mà người yêu của em á ra ngồi nhậu bờ kè với bạn bè trai gái tùm lum em không biết. Em phải ra em ngồi uống sữa đậu xanh ở chợ Phạm Văn Hai ngồi em đợi. Chừng nào xong em đón về. Nhiều khi tới 3-4 giờ sáng luôn. Em nghĩ em cũng gán luyện đô lắm mà. Tìm đậu xanh nào mà bán tới 3-4 giờ sáng vậy? Dạ có chị, ngay chợ Phạm Văn Hai có một... À chị biết rồi, đối diện nhà chị xưa có mấy cái xe cho nhỏ đậu xanh đậu nành đó đó phải không? Dạ em tính cạnh tranh với ổng mà làm không lại ổng. Rồi tới 3-4 giờ chừng nào bạn gái kêu qua đón về. Dạ. Mà nhiều khi em nhịn tới mức độ mà có những bữa bạn gái em kêu là thôi anh đừng có qua, tại nói chung bên đây có mấy thằng trai đang thích em, đem chọc nó chơi cho vui. Thì em cũng ok, em muốn sao được, vui là được rồi. Thì em cứ suy nghĩ là cái gì của mình nó sẽ của mình, còn không phải thì nó sẽ không là của mình. Cho nên là em ok, em chấp nhận hết mọi cái. Nhưng mà cuối cùng thì nó mất thiệt chị ơi. Mất thiệt chị ơi. Mất đầu lắm. Mất đầu lắm. Mất đầu lắm. Sao đau, em đã biết trước vậy rồi. Cái nào không phải của mình thôi, của mình gì để vậy còn đau gì nữa. Em cũng coi nhiều cái video clip TikTok này kia về những cái chủ đề tình yêu á. Em cũng nghiên cứu tâm lý rất kỹ. Nhưng mà thật ra đúng ngay em rất là đau. Thậm chí đau tới mức độ mà em hơi bị lụy tình hơi nặng, cho nên là cũng hơi bị nhói lòng. Em đau một cái là tại sao em nhậu không lên đâu được như người ta. Bây giờ đô em là đô mấy chai? Nếu mà bình thường em uống mà với mấy ông anh như ví dụ anh Đạt của em uống nói chuyện chơi này kia khoảng 2-3 chai là em xỉn. Rồi. Còn ví dụ như mà bữa nào mà gặp cái đẹp gài kèo lắm em uống được 4 chai là đi móc họng ói. Đô em là đô bờ kè á. Bờ kè Trường Sa lại nói hơi bị nhiều luôn á. Bây giờ em muốn tăng đô không? Dạ không, em không có nhu cầu tăng đô em, tại đô em tới đó là nó hết rồi. Vậy thôi, có gì đâu mà phải là đau lòng với tổn thương. Mình đã chấp nhận số phận rồi mà còn đau lòng tổn thương gì nữa. Nhưng mà ba cái cuộc tình đó là ai là người nói lời chia tay? Thường em có thói quen em yêu ai vậy, em sẽ không bao giờ nói là chia tay. Em sẽ yêu rồi như em ngỡ là yêu suốt đời luôn nhá. Còn ai chia tay em thì em chịu, tại em nhịn rất tốt. Tức là trong mối quan hệ nhiều khi quen em thì có những cái tật xấu của họ em thấy hết, nhưng mà em vẫn bỏ qua được mà bình thường. Sao em không nghĩ là người ta thấy tật xấu của em, người ta chịu không được? Cũng có lý gì đó. Tại vì em nhịn được nhưng mà người kia đâu có nhịn được, hiểu không? Yeah. Em thấy tật xấu người ta em nhịn luôn, người ta nhậu em nhịn luôn, tới hồi nó đi với trai luôn, lúc đó em mới chấp nhận là bị bỏ. Nhưng mà ngược lại người ta thấy cái khuyết điểm của em, ông nội này không biết nhậu mà không chịu học, người ta bỏ em trước. Mỗi lần mà chia tay em níu kéo như một thằng khùng vậy.
Mối tình cuối thì sâu đậm nè, là quen bao lâu? Mối tình cuối em quen 4 năm. 4 năm. Nói chung là ngoại trừ cái vấn đề là một đám cưới ra thì cơ bản hai đứa cũng cơ bản là như vợ chồng rồi. Tại vì quê em ở Bình Phước thì em cũng dẫn bạn đi về đám cưới, bạn bè em hầu như ai cũng biết. Thậm chí mấy hôm nay em thất tình, em up lên này kia, anh em cũng khuyên nhiều. Cái lý do chia tay là em nói chung là thật ra gần đây cái công ty làm rau củ của em nó không có được thuận lợi. Thì em cũng mới đóng cửa công ty, em tuyên bố là phá sản, trắng tay. Thì em nghĩ là hai đứa cũng kinh doanh nhiều cái, không có lý nào mà vì chuyện đó mà bạn nó bỏ em. Nhưng mà cái đỉnh điểm của hôm đó là em mệt. Thế xong em kêu bữa nay về sớm, mai ra ngày anh kiếm vay tiền anh kinh doanh. Cái bạn đó nói em lỡ rủ bà chị nhậu rồi. Thì hai người nhậu với nhau khoảng tầm 3-4 chai bia gì đó rồi về. Nhưng mà nhậu phát tới 2 giờ sáng em gọi điện không được. Em mới chạy ra quán nhậu kiếm không có. Cuối cùng bạn nó đi 2 ngày 2 đêm. Đến bây giờ em vẫn chưa biết là đêm đó bạn nó đi đâu 2 ngày 2 đêm. Sau đó về buổi trưa nó về bạn nó nhắn tin chia tay. Em mới kêu là có bản lĩnh ra gặp mặt chia tay. Và kết quả là gặp mặt chia tay thiệt. Chia tay thiệt. Chia tay thiệt. Là có bản lĩnh liền. Rồi bây giờ chồng vẫn chưa biết là 2 ngày 2 đêm nó đi đâu. Dạ em vẫn chưa biết được. Nói chung em cũng giỏi về công nghệ thông tin, em cũng hack Facebook này kia. Em cũng suy nghĩ là chắc là 2 đêm đó đi với một anh nào đó, có thể là đi Vũng Tàu chẳng hạn, chắc vậy. Nhưng mà mai mốt em sẽ không về hack nít nữa, hứa luôn. Hack đau khổ thêm chứ làm gì đâu. Vô hack để đọc quá anh. Dạ hack vô đọc lên, cuối cùng đọc còn tự chuốc khổ cho mình không chị. Đúng rồi, chi vậy mệt mỏi vậy. Hát được luôn hả? Dạ nói chung là có chiêu Zalo em vẫn hát được mà. Đừng hát của chị nha. À không, đâu phải muốn hát là dễ đâu, muốn hát là phải có một cái điện thoại của chị em mới hát được chứ còn không tự hát được. Nếu mà em hát được vậy thì em ngồi em tỷ phú luôn rồi. Đâu có, nhiều khi giờ em ngồi em tù á chứ. Cũng có lý vậy. Hợp lý. Hợp lý. Nếu mà chị hỏi về mối tình cũ này kia rồi em sẵn hay sống truyền hình, em mượn truyền hình em chỉ nói với người yêu cũ cuối cùng em một câu thôi. Thật ra anh níu kéo em không phải gì, anh yếu đuối hay gì, anh không muốn em mất đi một thằng như anh. Thật sự anh biết anh yêu em tới mức độ nào mà. Nếu mà có thể đổi một trái phổi, một trái tim để cho em sống, anh vẫn chấp nhận điều đó. Bất cứ một cái thứ gì trên đời mà cần với em, anh đều chọn em hết. Nhưng mà thôi, duyên hết chịu rồi. Anh mấy hôm nay cũng đọc kinh Phật nhiều, anh buông bỏ được rồi. Hay chị. Ngày hôm nay là buông bỏ nè, hôm nay nếu gặp được người yêu đúng ý mình nè, rồi mình còn cái gì cho người ta nè. Nếu mà hôm nay gặp được đúng người, em chỉ có thể nói một câu ngắn gọn thôi. Em chỉ nói một câu thần tượng em nói thôi. Bạn gái bên kia nếu mà anh thích em á, anh sẽ nói em một câu thôi. Anh nuôi em. Anh nuôi em. Anh nuôi em. Tôi nuôi cô. Nếu mà hồi xưa mà em học anh diễn viên hài kịch, có thể cỡ anh Đạt với anh Trấn Thành thì cũng không có cửa với em đâu. Đúng rồi, không có cửa với em đâu. Thiệt tình, em chấm một câu á là anh muốn chết thì chấm một câu. Anh này mà đẹp đẹp chút tao bắt về nuôi luôn á. À chị giống người yêu thứ tư của em rồi đó. Mẹ nó kỹ luôn rồi á. Chị giống người. Trời ơi, có ba cuộc tình mà chị là xem thứ tư rồi đó là chị mệt rồi. Thật ra lâu lâu mới làm mai làm mốt, có cái chuyện đó, có cái ngày đi quay mà nó vui như ngày hôm nay, thiệt là vui hết sức luôn à. Chúc mừng em nha. Bây giờ là vô vấn đề chính là muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào. Em chỉ suy nghĩ là người bạn gái mà em tìm đầu tiên vô cái yếu tố quan trọng nhất á là đừng có nhậu sau 12 giờ đêm. Ví dụ nhậu sau 12 giờ đêm có thể là ra bùi viện nhậu có thể hú em ra nhưng mà uống ít thôi. Uống nhiều quá ép em hồi muốn không nổi em xỉn về trước rồi lại có chuyện nữa. Rồi, gì nữa? Còn thứ hai nói chung là sau những cái gì mà đã trải qua thì em thật sự một người phụ nữ làm sao ở phía sau động viên em. Tại vì cái máu của em không phải là cái máu của người thường. Em muốn làm kinh tế, làm kinh doanh. Em muốn được giàu có cho nên em muốn là người phụ nữ phía sau nâng tầm em lên, ủng hộ em là được. Vậy thôi, đông tay nó bắt để em ngoài em xử lý cho. Em không cần là phải nấu ăn ngon, tại em nấu ăn rất ngon. Cũng không cần phải dọn dẹp nhà cửa, cũng không cần mấy gì hết trơn. Cũng không ngại vấn đề làm dâu hết trơn. Nói chung là em đi đâu cứ đi theo đó là được. Em cần gì phụ em đó. Tại vì nhiều khi hậu Covid tới giờ nhiều khi đó hay quên, ai nợ tiền mình thì em nói là giùm anh, còn anh nợ tiền ai thì cái đó quên được, ok. Nó hay quên. Ngoại hình. À ngoại hình khá quan trọng. Thật ra quan điểm tình yêu của hiện đại, ngoại hình nó là cái yếu tố khá quan trọng. Tại vì ba người yêu của em hầu như ai cũng nói chung là cũng có ngoại hình á, cho nên em cũng muốn có ngoại hình chút xíu để làm gì, để kiểu như là mình khi mình cưới về làm vợ rồi mình thấy ngoại hình vợ mình cũng ok để mình khỏi phải đi ngoại tình mất công. Đúng rồi. Có cái chuẩn của ai không? Ngoại hình như thế nào là chuẩn? Em chỉ cần cảm thấy nhìn vô là dễ thương, đập vô mắt mình ok là được rồi. Em chứ em đâu dám đòi hỏi đâu. Đâu phải lên đây thi hoa hậu, tiễn người hoa hậu đâu.
Okay. Ai biết của em sao được, để người ta làm mai đưa cao được. Nhiêu sao cái gì đó cao cần nhiêu số đo ba vòng nhiêu tóc dài tóc ngắn à dạ à. Nếu mà nói cụ thể là vậy thì em chỉ cần một bạn nữ nói chung là cao ít nhất 1m55 trở lên, tại vì nếu mà thấp quá đứng hôn em đâu có tới đâu. Rồi. Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m75 rồi. Còn tóc tai này kia thì cứ thời 4.0 mà miễn sao thấy mặt hợp với gương mặt là được, muốn nhuộm màu gì nhuộm mà đừng có nhuộm mấy cái màu mà nhìn nó dơ dơ quá là được, cái đó em tư vấn được. Màu nào là màu dơ? Có những cái màu ví dụ như cái làn da mình nó đã đen rồi mà mình xăm mình lên nữa xong mình nhuộm một cái màu mà kiểu như cái màu xanh mà kiểu như xanh da trời mà nó lỡ lỡ nhìn nói chung là à, nó dơ. Dạ kiểu vậy. Người yêu cuối của em thật ra cũng không được đẹp lắm đâu, em chỉ là người tư vấn bạn nên đi sửa mũi, sửa xong phát lên tầm hot girl luôn. Vấn đề là cái tiền sửa mũi ai trả? Thì cái tiền đó lúc đó em dịch em bán rau được, bạn nó lấy cái tiền bán rau của em nó bằng sữa. Bây giờ chia tay bắt đầu không lẽ đòi quà đòi lại cái cục sượng đó. Em xuất sắc ngoài được đó, rồi em mê lắm nha. Em lên đây kiếm bạn gái phải lên đây để tài luôn nha. Thật ra chia tay có cái lúc chia gia tài đó, thật ra hai đứa em vẫn có chia gia tài, nợ của ai bao nhiêu là cuối tháng chuyển về hai đứa sẽ chia đôi một đứa một nửa, nó vẫn còn dính những cái đó là quá trình hai đứa làm chung 4 năm nay. Còn cái xương mũi đó thì thôi trên sóng nhờ nó nói luôn anh tặng cho em đó, khỏi trả. Gu em sao? Nếu mà gu của em á thì đương nhiên cũng như là gu của anh Đạt vậy thôi, ví dụ như lấy chị Lâm Mỹ Dạ làm chuẩn tầm đó là ok rồi. Thường thường á cái khúc này là buồn lắm mà sao bé này gửi kể vui dễ sợ luôn á. Chị sao em vui gái nãy giờ nghe chuyện tình của ảnh em thấy sao? Em đang tính hỏi ví dụ là em có nâng ngực rồi nhớ đến lúc đòi lại đòi hai cục đấy. Ừ đúng rồi. Ủa bây giờ anh hết bán rau rồi sợ không có tiền cho nâng ngực quá anh phải đi vay ngân hàng cơ. Nhưng mà yên tâm nha anh nuôi, nhưng mà để trong phim thì ơi chứ ngoài thực tế thì hên xui nha anh xui. Dạ nhiều khi em hên sao tình trường của mình trường em sao nè? Thì em có 3 mối tình, một mối là em yêu từ hồi năm em lớp 8 nhưng mà yêu đơn phương thôi, tỏ tình đến chục lần mà không đủ. Cái mối đấy thì nó đúng như kiểu cơn mưa rào á, khi mà nó đến thì em cũng bất ngờ lắm, em không biết em thích từ bao giờ nhưng mà em rất thích nhìn trộm người ta, em một đam mê nhìn trộm người ta, nhất là nhìn trộm người ta đi qua đi lại đi chơi thể thao. Dạ. Em theo người đuổi người ta tầm 3-4 năm thì người ta công khai người yêu, rồi dần dần người ta tốt nghiệp thế là em cũng hết mối tình đó. Mối tình thứ hai thì nó bình thường, nó cũng trôi qua rất là bình thường luôn. Còn đến mối tình thứ ba của em là em yêu một người đàn ông có vợ. Thực ra là em không biết người ta có vợ đâu, tại vì lúc đó người ta đến với em là như kiểu là bạn của em quen bạn của ông ấy, rồi ông ấy lại dựa rảnh quá mà thừa người mà thôi quen em đi chơi đấy, thì mới thách nhau là tán em thì đổ thôi. Tán thì đổ thôi, tại vì người ta nói chuyện hay lắm. Thì người ta cứ nói trong vòng một tuần thôi là em nói cái gì là em chấp hết cái đấy, là em nghe hết, rồi em đổ thôi. Rồi đến lúc nào em mới phát hiện ông có vợ? Rồi đến một ngày mà em bị tai nạn. Em bị tai nạn xe máy thì lúc đó em không có người thân ở đây, em gọi ông. Thì ông chạy ra, rồi ông đưa em đi bệnh viện. Sao kêu bằng ông, lớn lắm hả? Hơn em gần hơn một giáp mà. Đưa em đi bệnh viện. Thì sau cái bữa đi ở bệnh viện đấy, buổi sáng hôm sau anh nhắn tin cho em là thôi anh về Bắc đây, em ở lại nhé. Em mới hỏi lại là anh có vợ chưa? Thế là anh ấy gửi cho em một tấm hình gia đình. Là lúc đấy bắt đầu vừa đau vừa khóc, lại còn thêm mưa nữa. Tại vì lúc đó sao, tại sao phải hỏi lúc đó? Hồi trước giờ không lúc quen không hỏi mà tự nhiên khúc đó tại tại vì đó. Em bạn em nói thì ông này kiểu gì cũng có vợ rồi mà em không có tin. Tại vì lúc đấy em nghĩ là ai xấu như anh đấy thì chỉ có em chọn thôi chứ ai chọn. Ủa xấu lắm hả? Dạ xấu. Thì tại sao em chọn? Tại vì em không yêu bề ngoài, em yêu cái cách người ta nói chuyện. Ngày xưa em cũng xấu mà, ngày xưa cũng xấu nên là đũa nọ gặp đũa kia thôi. Nên là em nghĩ là người ta xấu thì mình cũng hẹn hợp với người ta. Thi thoảng người ta gọi cho em thì em vẫn nghe. Tại vì gia đình người ta hạnh phúc thế mà, bây giờ mình chen chân vào mình được cái gì, trả được cái gì mà chắc chắn người ta sẽ không bỏ vợ. Người đàn ông đã có vợ rồi, hiếm ai bỏ vợ lắm. Đúng rồi. Cho nên á, dù em có vợ đẹp đi chăng nữa ra đường thì em vẫn có bộ bình thường nha. Chung thủy hay không là do mình chứ không phải do vợ đâu nha. Vậy. Vợ đẹp ra ngoài đường vẫn vậy, tại vì đàn ông là thích cụ lạ thôi chứ không cần đẹp. Dạ, đàn ông là 99.9% rồi, tôi nói câu này nữa tôi bị chửi nữa. 99.9% đàn ông cuộc đời này là ngoại tình. Còn lại những người đó là chưa có cơ hội, chưa gặp người, chưa gặp thôi. Muốn tìm một người như thế nào? Nếu mà như em là nóc nhà đi thì em phải tìm một người là trụ nhà chứ không phải là lúc nào cũng nghiêng về vợ. Bởi vì em là người trẻ, em có rất nhiều cái gọi là bồng bột đi. Nếu mà không có người nắn lại em thì làm sao nhỡ cái nhà nó cứ theo cái chiều hướng đi xuống đất. Nên là em tìm một người đàn ông là che chở được cho em. Và thứ nhất là làm được cái trụ nhà. Nhiều khi em khẳng định là nhiều khi em cãi sai đấy, nhưng mà em cố cãi thôi. Em biết em sai nhưng em xin lỗi. Nhưng mà người ta phải biết là em sai đấy, ngày sau nói lại em. Chứ không phải là để a dua theo em là ừ em đúng em không đúng, xong rồi đến lúc một ngày thì nó sai bét, rồi đến lúc em nhận ra quay lại mệt lắm. Ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì em không yêu cầu gì đâu. Miễn là đừng thấp hơn em là được. Còn em là có 1m55 thôi, chắc là ít anh nào dưới 1m55 lắm. Được rồi. Rồi, hy vọng hôm nay sẽ có những cái sự trùng khớp ổn nhau ha. Tới phiên em mới nãy giờ cười hoài hả? Em nghe bạn nữ với bạn nam bên đây chia sẻ mà em sợ luôn.
Nhiều chị, nhìn lại của em chắc là không bằng 1/3 của mấy bạn nữa. Mấy mối tình rồi không? Dạ, của em chỉ có vỏn vẹn 2 mối tình thôi. 2 mối tình, kể nghe cho nè. Mối tình thứ nhất thì em sau khi em đi học, em đi xuống Củ Chi, em có làm bên kỹ sư thiết kế. Thì em có quen một bạn cũng bằng tuổi, cũng 89. Sau đó thì em quyết định đi Nhật làm việc, thì em đi học tiếng Nhật. Em đi học tiếng Nhật thì lên thành phố thì bạn nữ ấy ở dưới Củ Chi làm việc và không muốn lên thành phố sinh sống. Quan điểm sống của hai người khác nhau nên em chọn con đường đi Nhật và chia tay. Đi Nhật bao nhiêu lâu? Em đi 3 năm ạ. Em đi Nhật 3 năm về thì em lại quen mối tình thứ hai, cũng là trong câu lạc bộ học tiếng Nhật. Mối tình đó thì ngược lại như em vậy. Em thì đi Nhật về Việt Nam, muốn lập nghiệp ở Việt Nam và định cư ở Việt Nam, còn bạn nữ đi học tiếng Nhật lại muốn qua Nhật làm việc ở... làm việc bên Nhật, không muốn ở Việt Nam với em. Thì em chia tay tay trong im lặng khoảng gần 3 năm rồi. Ngộ quá ha. Em toàn là trâu lội ngược bò lội xuôi không ha. Dạ đúng rồi. Sai thời điểm. Mẫu hình người phụ nữ lý tưởng em là gì? Cao 1m55 trở lên. Có ngoại hình cân đối tí ạ. Khuôn mặt ưa nhìn. Em thì thích phụ nữ để tóc dài. Nhuộm sao mà đừng có lè lè quá thì được. Da thì em thích da trắng. Tính tình sao? Dạ tính tình em thích một người trưởng thành, có lập trường riêng, có máu kinh doanh tí à. Tại vì em dự định là em sẽ cưới vợ và em sẽ mở cho vợ của em một cái cửa hàng bán mỹ phẩm hoặc là bách hóa hay là các kinh doanh các mặt hàng gì đó. Nên em thích một bạn nữ kinh doanh như vậy. Nói chung bây giờ là tài chính của em là đầy đủ hết rồi. Nhà có, đất có, chỉ thiếu người phụ nữ bên cạnh là ok. Dạ hiện tại em ở một mình một nhà, không làm dâu gì hết đâu ạ. Em đang ở một nhà riêng. Ba mẹ ở đâu? Ba mẹ thì ở cách đó cũng 2-3 căn. Em ở riêng lâu rồi. Dạ. Chị hiểu rồi. Nếu cái trường hợp mà bạn ấy muốn lập nghiệp trên thành phố Hồ Chí Minh thì cũng được chị. Nhưng mà với yêu cầu là bạn ấy là phải có máu kinh doanh một tí. Dạ. Chị hiểu rồi. Nói chung cái chuyện ở đâu tính sao tùy theo tình yêu của đám, phải không? Đó là câu chuyện của anh chàng ngồi ghế màu xanh. Giờ tới em nè, chuyện tình yêu như thế nào? Từ hồi lúc học cấp 3 đến nay thì em chỉ có một duy nhất một mối tình kéo dài là 6 năm. Chỉ có một mối tình duy nhất thôi mà. Dạ. Mối tình đó kéo dài được cấp 3. Sau 6 năm thì lúc đó là tụi em bắt đầu tốt nghiệp. Sau khi đi làm rồi mình có những cái quan điểm không còn đồng nhất nữa và không còn tìm thấy điểm chung, tại vì 6 năm rồi. Cũng cần một cái kế hoạch để đi xa với nhau thì bạn đó không có những cái thứ đó và em đã quyết định dừng lại. Có vương vấn gì không? Dạ cũng 3 năm rồi thì mọi thứ nó đã kết thúc rồi. Có máu kinh doanh gì không nè? Em thì em thích tự chủ tài chính, nghĩa là em muốn tự làm công việc riêng của em, chứ em không thích nội trợ và mãi tập trung ở gia đình không. Máu kinh doanh thì chắc em thích đầu tư hơn, còn kinh doanh thì em chưa nghĩ ra sản phẩm gì để kinh doanh. Cái đó sẽ là một thời gian sau, ví dụ em tích đủ điều kiện cho bản thân mình rồi bắt đầu mình tìm kiếm cái sản phẩm hay gì đó để mình kinh doanh. Mẫu người đàn ông lý tưởng em là gì? Dạ, em thích người đàn ông trưởng thành, có ý chí cầu tiến, yêu gia đình một tí. Tại em cũng hơi hướng rất là yêu gia đình, tôn trọng người lớn và rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nói chị văn phòng quá vậy ta, nó gọn gàng giống như là ở đây là một chồng vợ, cái rổ này là phải để bút vô bút, ở đây là phải máy tính, nó khô khổ vậy hả? Công việc của em là tuyển dụng á, nên sẽ phỏng vấn các bạn nhiều á, nên bắt đầu cái phong thái của tụi em giống như gọi là bệnh nghề nghiệp á. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ đúng rồi chị. Rồi chàng trai đó trước nha. Dạ em là Tuấn. Hôm nay em tới với ai? Dạ hôm nay em đến chung với anh Kình. Anh Kình. Thế thì bây giờ nhận xét về hai cô gái bên đây như thế nào? Hai bạn nữ bên đây rất là xinh đẹp và rất là giỏi giang. Theo quan điểm của em thì bạn ghế màu xanh thì sẽ phù hợp với anh Kình hơn. Về tính cách và ngoại hình thì tương đối phù hợp. Rồi, rồi gọn gàng. Gọn gàng. Rồi mời em gái. Em tên là Trang, em là bạn của Thanh Hiền, ghế màu xanh. Em thấy hai anh rất là dễ thương, rất là vui, rất là hài hước. Về phía em thì theo em thấy thì anh ghế màu xanh hợp với bạn em hơn. Tại vì cũng đi nhậu rồi ca hát rồi với lại thấy anh ghế màu xanh nhìn chung thì em thấy hợp với bạn em hơn. Người nhà của hai bạn màu xanh thấy cũng hợp với nhau lắm. Thấy hợp luôn, thấy hợp luôn hả? Mở cửa trái tim. Tôi tươi lên chứ trầm buồn vậy. Dạ nó hồi hộp gì? Hồi hộp cái gì? Hồi hộp cái gì? Em tính là tặng quà là em sẽ tặng có một cái sự chủ đích bạn nào mà em thích mà em sẽ gắn bó suốt đời á. Em sẽ
Tặng con này. À, chúc mà anh xin phép tặng cho em, chúc em mọi điều tốt tốt đẹp ha, tất cả ha, công việc mọi cái. Chủ anh này cũng uống trà sữa chứ không cũng nhậu. còn em ghế đỏ, anh cũng xin phép tặng gửi cảm em. Ơn nha. Chúc em tất cả nha. Con nó đặc biệt hơn mà phải không? Dạ, con nó đặc biệt lắm. Rồi mở cửa trái tim ra thì cảm xúc đầu tiên của em như thế nào khi nhìn thấy hai cô gái của chương trình? Chắc mình nói thật lòng đi ha. Em thấy hai bạn nói chung là ngoại hình dễ thương, nói chung nhìn là có cái độ hiền rồi. Tại do môi trường em tiếp xúc thường, em tiếp xúc mấy bạn nữ nó hơi dữ. Nhìn hai bạn này có cái nét rất là hiền. Mẫu phụ nữ kiểu như là hiền dễ thương vậy em ít được gặp đó Đạt. Tại đa số môi trường em tiếp xúc những cái bạn nữ toàn là đồ bất tử không à. Đó cho nên là cái cách thần thái hay gương mặt hay là ăn nói của họ cũng khác. Không biết nói sao nữa. Thì mới gặp bạn gái mà thở ra trời. Như gặp hai người phụ nữ đẹp thì tiên ngồi thở ra. Sao tại bị rung quá chị. À quên nữa. Anh hỏi em sư tử một xíu. Em ôm sư tử, ôm gấu sư tử đúng không? Em có thể chia sẻ nhẹ dù quan điểm tình yêu của em như thế nào được không? Tại đến đây chủ yếu là anh kiếm tình yêu chứ phải vậy để anh kiếm kinh tế trong đây. Nếu mà anh hỏi kiếm tình yêu á thì em thế này, quan điểm của em là tình yêu và kinh tế nó đứng ở hai cái gần như song song nhau. Có thể cái tình cảm nếu mà bản thân em bây giờ em còn trẻ thì có thể cái tình cảm em đặt lên nhiều hơn, nhưng mà sau khi có gia đình, em có con thì em sẽ đặt cái kinh tế nhiều hơn một xíu. Còn hai cái này nếu mà anh hỏi em chọn nào sẽ không chọn cái nào cả, tại vì em sẽ chọn cả hai cơ. Sắp tới ví dụ như là kinh tế thì mình sẽ làm cái này cái kia nọ, nói chung rất nhiều cái, thì ví dụ như em có cảm thấy là cái độ tuổi của em là em muốn là tình yêu nhiều hơn so với kinh tế không? Tại dính với anh là toàn là công chuyện không à, đầu óc anh lúc nào cũng vậy trơn á, nhiều khi sợ em chịu không nói nhiệt á. Nếu mà nói về công việc á, em cần một người đàn ông khi mà anh đi làm thì anh hết tâm về cái công việc, còn khi anh đã về nhà với em, về nhà với con thì anh sẽ đứng ở cái vị trí là người cha, chứ anh không phải là đứng ở vị trí giám đốc, anh chỉ xuống như thế này. Nó sẽ khác nhau. Ví dụ anh ra ngoài đường, anh trong công việc có thể em sẽ đi cùng anh, nhưng nếu mà anh mang cái công việc của anh về nhà áp lên vợ và con thì điều đó không chấp nhận. À rồi anh hiểu rồi. Yeah. Anh thì nói chung là hơi bị lạm dụng cái tính công việc. Anh cũng sẽ cố gắng cái gì đó gọi là thay đổi chút xíu, nhưng mà chủ yếu là anh muốn hỏi là làm này làm kia anh sẽ nhờ em phụ. Em có muốn hỏi gì anh không? Trong một ngôi nhà em là cái nóc rồi. Anh có lúc nào nghe theo em không? Lúc nào anh cũng nghe theo em hết. Nãy không nghe ta chia sẻ là người ta không thích người đàn ông mà phụ nữ nói cái gì cũng nghe. Nhưng mà em không thể nào thay đổi được cái tính đó của em thật sự. Em thật lòng, không có là em dạy gái luôn. Đối với em người phụ nữ nó quan trọng lắm. Tất cả mọi cái kim chỉ nam em đều hướng về phụ nữ hết trơn. Chỉ cần rảnh rỗi suy nghĩ là em lại kiếm người phụ nữ. Còn dù người phụ nữ kêu gì được trơn, nói chung muốn ăn gì, muốn đi đâu, muốn làm gì quyết hết đi. Khỏi hỏi ý kiến em, chắc chắn em sẽ đi. Cho nên em mẫu người nó bị như vậy rồi. Nhiều khi muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Chỉ có duy nhất thôi là lúc mà vô công chuyện á, làm này làm kia thì cái đó ok là anh quyết hết trơn. Không có cơ hội quyết cho anh đâu. Khỏi cãi. Tại vì muốn cãi với anh á là phải đưa một cái lý hay hơn. Ví dụ hồi xưa em quen bạn gái, em tuyển nhân sự một tháng ví dụ 8-10 triệu, bạn nói sao lương cao vậy, em nói vậy bây giờ em kiếm được một người nào đó lương thấp hơn đi thì anh nghe em, còn không có thì cứ để anh xử lý đó. Em muốn là một là góp ý là có giải pháp luôn, còn không để em xử lý chứ đừng bàn ra phải không? Dạ kiểu vậy. Tại vì em đã giải quyết, em thấy nó đã ok nhất rồi, thị trường giá nó vậy rồi. Mình đè lương, mình bóc lột sức lao động người ta quá, sống nhà không có đức. Rồi lâu quá, tới người này. Dạ, để anh Châu à. Ngồi chờ cũng hơi lâu rồi. Chờ hơi lâu. Sorry. Anh có quà gửi cho em. Cảm ơn. Anh có quà gửi cho em. Dạ rồi, cảm ơn nhé. Cảm nhận của em khi mà cánh cửa trái tim mở ra nhìn thấy hai cô gái này như thế nào? Cảm nhận của Cạnh dành cho hai bạn nữ là rất là dễ thương ạ. Về ngoại hình là ok, ổn áp ạ. Em thì em lại có thiện cảm với bạn ghế xanh hơn. Thì cũng gọi là thuộc cái tiếp người phụ nữ của em đang tìm kiếm. Có nét gọi hiện đại và cũng có truyền thống ở trong nữa. Bạn ngồi ghế đỏ thì là nhìn có vẻ là khá là cá tính chị ha. Đó là cảm nhận của em ạ. Rồi. Dạ em gửi. À trời, cảm ơn em quá. Cảm ơn em nhiều. Rồi, cảm ơn em. Cảm nhận của em về hai chàng trai của chị như thế nào? Hôm nay hai bạn rất là lịch sự, rất là nam tính. Em thì cũng sẽ thấy thiện cảm hơn ở bạn nam ghế xanh hơn. Hai bạn có thể trò chuyện với nhau một xíu đi. Nếu mà đã có thiện cảm với nhau thì mình nên nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Hiền ơi, anh kết nối với em tí nha. Dạ. Hiện tại thì Hiền ở thành phố, ở chỗ nào vậy em? Dạ em đang ở nhà bè. Mới nãy Hiền chia sẻ là Hiền hơi tranh luận tí đúng không ta? Dạ. Tranh luận ở đây là sao vậy Hiền? Chỉ là khi bất đồng quan điểm với nhau thì em hay tranh luận ạ. Không phải là thắng thua mà là tranh luận ở đây để rõ, hai người rõ hiểu ý. Một là thống nhất theo một ý của người nào đó. Hai thì hai người sẽ đi hai đường nhưng mà vẫn tôn trọng ý của người kia. Khi mà người ta không đồng quan điểm với em thì em giận, em thể hiện cái cảm xúc ra như thế nào vậy Hiền? Nếu mà em tranh luận mà em thấy cái đó quá đúng, cái phần trăm đúng nó quá nhiều thì có thể là em sẽ khóc. Em tranh luận mà thua mà em thấy cái
cái phần đúng của em nhiều hơn thì em sẽ khóc. Là tức, ấm ức quá. À, dạ đúng. Cho nên phụ nữ luôn đúng nha trời. Dạ, dạ em biết rồi chị. Ví dụ như anh một tuần anh lên thăm Hiền một lần được không? Tại vì anh ở Đồng Nai, anh đi đi về về Thủ Đức cũng khá thường xuyên. Dẫn em đi ăn hoặc đi xem phim hoặc hẹn hò với em một tuần một lần được không? Dạ được ạ. Tại vì công việc em cũng bận, chỉ có cuối tuần mới rảnh. À, em thích ở cái kiểu như là thích ở chung cư hay là thích ở nhà riêng của mình? Hiện tại là em đang ở chung cư. Còn nhà riêng hay không nó tùy theo quan điểm lúc đó em lập gia đình, em không có giới hạn. Nhưng mà ví dụ như sau này có con á thì em vẫn nghiêng về chung cư hơn. Em hỏi gì không ạ? Biết là gia đình anh có mấy người? Gia đình anh có 5 anh em, anh là con kế út, ai cũng có gia đình hết rồi. Anh là đang lập nghiệp ở Đồng Nai, gia đình anh cũng ở gần đó. Nhưng mà sau này anh lên với vợ anh sống thì có được hay không? Ok em, không có vướng bận gì hết. Tại vì anh ở một mình, cuộc sống của anh, tương lai của anh là anh quyết định. Nhưng mà ba mẹ anh sau này lớn tuổi thì sao, có cần phải anh ở bên không? Ba mẹ anh lớn tuổi thì có chị anh lo rồi. Kỳ vậy, chị đi theo chồng chứ sao chị lo cho ba mẹ? Thường chị của em lại thích chăm lo cho ba với mẹ hơn. Còn em với anh trai ở nhà thì ba với mẹ kêu cứ lo cho vợ là được. Ở đâu cũng quan trọng, con vẫn có hiếu, dù ở xa 80.000 cây số vẫn có hiếu, mà con bất hiếu ở trong nhà nó cũng không làm gì cho ba mẹ đâu. Đúng không ạ? Bây giờ các bạn chia sẻ cũng nhiều rồi, bây giờ mình qua nắm tay nhau mình nói chuyện đi. Mình đo cảm xúc coi được thì mình là tới luôn. Sao không? Em trầm tư quá vậy? Sao mặt căng vậy? Anh tịnh qua trước. Ừ, anh tịnh học kinh nghiệm. Đúng rồi, qua trước đi, hồi nãy giờ toàn là bị động. Dạ, dạ, em là bị động đúng không ạ? Bị động đúng không ạ? Chủ động trước. Dạ. Đúng rồi. Anh nắm tay em nha. Nói gì nói đi, chốt kèo đó nha. Nói xong là về chỗ bấm nút luôn á. Cảm giác của em nhìn anh cảm thấy như thế nào khi mà nắm tay nè? Thấy nắm tay ấm áp. Ấm áp hả? Anh cao bao nhiêu? Anh cao 1m65. Em cao 1m61. Hèn chi mang đôi giày cao gót vô là muốn hơn ta rồi đó. Muốn hơn luôn rồi. Em hơi thích bạn nam sẽ cao hơn em một tí. Thì em mang giày thấp xuống một chút. Hiện tại thì anh cũng đang rất là nghiêm túc trong mối quan hệ. Tại anh cũng 33 tuổi rồi. Em cảm thấy có một chút thiện cảm gì thì bật đèn xanh cho anh nha. Lai lai gì nữa, ủa, tới gì mình còn lai kiếm sống truyền hình nữa gì. Ủa tới em hả chị? Đúng rồi. Trời đất ơi. Gì thử ra hoài vậy trời. Em anh thẳng thắn với trong lương tâm của anh luôn. Em ngoại hình rất ok, anh chắc chắn em khá mạnh mẽ. Còn không phải là anh lên đây để kiểu như là lên đây để ngồi chơi hay làm gì đâu. Thật sự anh đang rất là cần một người nào đó đưa anh khỏi một cái tâm tối. Người yêu cũ nó bỏ anh rất là đau. Nhưng mà thật sự mà nói khi mà hôm nay lên chương trình này xong á, chia sẻ tới lui anh mới ngộ ra một điều á. Thật ra hình như tới độ tuổi của anh, độ tuổi 30 này á, anh cảm giác hình như là tình yêu nó anh bị sợ quá. Anh sợ cảm giác chia tay lắm. Thật sự anh chịu hết nổi rồi. Bây giờ nói chung là cái khoảnh khắc nắm tay này, anh chỉ muốn nói những cái sự thật trong tâm của anh. Anh không thích nói xạo. Thì á, ví dụ như là sau chương trình này mình cứ giữ liên lạc với nhau. Khi nào em muốn ăn cơm hay ăn khoai lang chiên của anh đó, lúc nào cũng sẵn sàng. Bất cứ đâu, em quận 8 hả? Dạ đúng em. À, quận 8 nói chung là đường đi nó hơi khó nhưng mà anh vẫn qua được. Dạ. Tại anh cũng rành đường Sài Gòn lắm. Dạ. Hẻm hóc món ăn ở đâu anh đều biết hết trơn luôn. Đừng có suy nghĩ là trên sắp chương trình anh lên đây anh chê gì đâu, không có đâu nha, không phải vậy luôn. Tức là anh chỉ muốn nói là cảm xúc của anh hiện tại nó chưa đủ để mà kiếm người yêu gì hết trơn á. Mong em bỏ qua cho anh. Rất cảm ơn anh. Ok, một cố gắng mạnh mẽ. Cảm ơn anh. À, nói chung là bây giờ là củ cải còn nguyên chứ dịch này là chưa có anh nuôi em phải không? Dạ, ý là thì bạn nó muốn ăn gì ngày nào em cũng sẵn sàng. Chỉ là em cảm xúc của em cảm giác hình như là người yêu cũ nó cứ ồ trong trí não. Trời ơi, lên đây mà người yêu cũ nữa không nội. Hàng chi đã giờ là mượn sống chương trình lên đây toàn gửi lời người yêu cũ không à. Hàng gì mặt nãy giờ buồn hiu. Rồi, hít thở sâu và suy nghĩ chín chắn nha. Bây giờ mới là khoảnh khắc quyết định nè. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Mời các bạn đặt tay vào cái nút bấm bên cạnh cái ghế của mình nhé. Có hai cái rồi. Nút, một màu đỏ và một màu xanh. Sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt, nếu chúng ta cảm thấy có tình cảm với người nào và muốn tìm hiểu người nào thì chúng ta cứ bấm vào cái nút đó. Nếu như chúng ta không rung động, không có cảm xúc thì chúng ta có quyền không bấm. Nhưng bấm là phải trân trọng. Mời rồi. Các bạn đặt tay vào nút bấm á, nhìn về phía trước. Nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Em không cần là phải nấu ăn ngon, tại em nấu ăn rất ngon. Cũng không cần phải dọn dẹp nhà cửa, cũng không cần mấy gì hết trơn. Ai nợ tiền mình thì em nốt ra giùm anh. Còn anh nợ tiền ai thì cái đó quên được, ok. Ừ.
Nó hay quên. Ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì em không yêu cầu gì đâu. Miễn là đừng thấp hơn em là được. Còn em có 1m55 thôi, chắc là ít anh nào dưới 1m55 lắm. Nói chung bây giờ là tài chính của em là đầy đủ hết rồi. Nhà có, đất có, chỉ thiếu người phụ nữ bên cạnh là ok. Dạ, em thích người đàn ông trưởng thành, có ý chí cầu tiến, yêu gia đình một tí. Tại em cũng hơi hướng rất là yêu gia đình. Dạ, bắp. Hết thời gian à, chúng tôi chỉ nghe một cái tách. Cái cặp màu đỏ đó thì thôi mình cũng biết cái kết quả rồi. Nhưng mà bạn áo xanh tại sao em không bấm? Thường em thích và quen một người thường là cảm giác đầu tiên. Anh cho em thiện cảm nhưng mà cảm giác đầu tiên em chưa cảm thấy rung động. Rồi mời các bạn đứng lại phía trước. Nè hôm nay lạc quẻ nè thấy không? Cuối cùng bốn đứa lạc nhau luôn lạc thấy hết. Không? Chị và anh Đạt cũng làm hết sức. Tụi em cũng đã thể hiện hết sức. Nhưng mà cảm xúc nó vẫn là quan trọng nhất trong cái tình yêu. Thì lần này chưa may mắn, chúc cho các bạn sẽ gặp may mắn lần sau nha. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Và kính thưa quý vị, đối với cặp đôi thất bại thì cũng đừng lo, vì chương trình sẽ dành tặng cho các bạn một phần quà. Đó là gói premium của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà Mối là duyên dáng nha. Xin gửi tặng mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Đây. Rồi xin gửi tặng hai bạn nha. Cảm ơn chị. Rồi tặng các bạn luôn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Để chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Split Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.